là giúp cho các mẹ có thêm nhiều kiến thức để chăm con tốt hơn. Và các mẹ, một lát nữa thì em sẽ có cái đường link để cho các mẹ vào một cái group, đấy là cái group nuôi con không lặng sinh. Thì khi các mẹ có bất cứ một câu hỏi gì, các mẹ có thể đặt câu hỏi ở trên đó và sẽ có người giải đáp cho các mẹ những cái mà các mẹ muốn. Thế là em rất là cảm ơn là hôm nay các mẹ đã có mặt ở đây. Và bây giờ em sẽ mời thầy lên giảng để không làm mất thời gian quá nhiều các mẹ nữa. Em xin cảm ơn các mẹ rất nhiều. Thầy em sẽ hỏi một chút là trong này có những mẹ nào đã biết qua thầy Tuấn rồi ạ? Đã có mẹ nào được nghe thầy Tuấn giảng chưa ạ? Chưa đúng không ạ? Thế các mẹ, bởi vì em thấy rất nhiều mẹ là đến là vì có thầy Tuấn giảng. Thế lý do tại sao các mẹ lại chọn là vì có thầy Tuấn giảng thì các mẹ lại giảng? Là vì nghe được trước là có bác sĩ Phô Kim giảng với thầy Tuấn hay là thế nào ạ? Ở đây các mẹ chỉ nghe nói đến nữa, nhưng hôm nay các mẹ sẽ biết là thầy Tuấn giảng hay là em sẽ chịu sợ là khi thầy giảng xong về các mẹ sẽ rất là sợ về thuốc như thế nào. Và em xin mời thầy bắt đầu bài giảng của mình ạ. Xung quanh tôi không thấy một ai khỏe mạnh cả, tất cả đều đang đi trên con đường xuống dốc và lao xuống địa ngục cả. Mời các bạn xem qua một số cái hình ảnh sau đây thì các bạn sẽ thấy là có phải là đúng là dân tộc mình đang hấp phối không? Có ở đâu trên thế giới mà người lại nằm chật bệnh viện như này? Theo Bộ Y tế là chưa từng có trong trên thế giới, kể cả những nước châu Phi. Thì chúng ta nên biết đến những hình ảnh này và coi nó như là một cái nỗi nhục nhã của dân tộc. Tôi dùng từ hơi quá rồi. Bởi tôi đã đi nhiều nước mà thấy không có dân tộc nào mà dãy ruộng trong bệnh tật như đất nước này. Thế thì cái cảnh này, nhưng mà đáng tiếc rằng ấy, là người cho rằng đó là chuyện bình thường. Xin lỗi với các bạn là thế này. Tôi nếu tôi nói với các bạn là các bạn phải làm gì và không làm gì để hạnh phúc thì bài giảng chỉ có 15 phút. Nhưng mà tôi muốn truyền cho các bạn một cái suy nghĩ đúng đắn về cuộc đời, về hạnh phúc, về sức khỏe. Có được cái đấy rồi các bạn mới thấm được những cái cách thức sống khác. Chứ còn nếu chúng ta chưa thay đổi được cái gốc rễ của vấn đề, tức là cách nhìn về cuộc sống, cách nhìn về hạnh phúc và cách nhìn về đủ mọi thứ giá trị cho cuộc sống, thì chúng ta không thể nào thấm nhận những kiến thức vô cùng đơn giản nhưng không ai thực hiện cả. Chỉ khi nào chúng ta bắt đầu thấy nhục nhã và thấy chúng ta bắt đầu thấy đúng là mình đang dãy ruột như bệnh tật, mình không hạnh phúc, mình thật là bất hạnh và con mình sau này sẽ đau khổ, thì lúc đấy các bạn sẽ thực hành rất nhanh. Và ai là ung thư như là trên phản ứng di truyền như thế này, các bạn sẽ bảo rằng các ngươi không phải là những người trong đám này hay sao? Bài giảng này không chỉ dành cho con em các bạn mà dành cho cả các bạn nữa. Tôi nói với các bạn, các bạn nghĩ rằng nó sẽ không động đến các bạn nữa không phải? Thế các bạn có biết được rằng là có những cái đứa trẻ là 3 tuổi ung thư gan chứ? Vâng. Thế mà chết, vâng. Rồi những cái đứa trẻ bé tí, vâng, là đều bị ung thư máu rất là trẻ là chết. Và có một cái trường hợp mà tôi muốn nói với các bạn là 7 tháng tuổi phải chạy thận nhân tạo. Có một đứa đến bệnh viện Nhi Trung ương là 7 tháng và xét nghiệm máu xong thì kết luận là suy thận giai đoạn cuối.
7 tháng chứ không phải 7 tuổi nhé. Và cuối cùng là bác sĩ bảo là cho vào lọc máu nhân tạo ngay lập tức. Các bạn có nghĩ rằng con mình không phải là đứa đó đâu? Có cái gì đảm bảo là các bạn phải đứa đó? Tôi mới bảo sinh viên mà đã ghi nhận cái trường hợp đấy rằng em phải xem lại lịch sử của cái quá trình này, xem là cái đứa bé này làm sao để nối 7 tháng bị suy thận. Không thể có chuyện rằng tự dưng thận nó bị suy, nó phải có nguyên nhân như ai đã phá hủy cái thận của nó. Thế xem lại hồ sơ bệnh án của nó thì 3 tháng tuổi nó bị ung phế quản, và 1 tháng trời nó dùng kháng sinh chẳng đỡ. Và 1 tháng trời tôi đã hiểu ra ngay vấn đề. 1 tháng trời dùng kháng sinh, thận nào chịu nổi đó? Có đứa chịu được, có đứa không chịu được. Thế và để đến lúc mà ngoài cái chuyện 1 tháng dùng kháng sinh đó thì tất nhiên là cái gia đình đó sẽ còn phải dùng các loại thuốc khác nữa, rồi là những cái tẩm bổ nữa cho cháu, không? Bởi vì ai cũng nghĩ là tẩm bổ thì tốt mà. Và cuối cùng là 7 tháng tuổi phải lọc máu nhân tạo. Chưa hết, bác sĩ bảo là nó phải lọc máu nhân tạo thường xuyên, và cái điều này sẽ không kéo dài được lâu, và anh chị chuẩn bị sẵn sàng nhường cho nó một quả thận để nó. Đấy là tôi chỉ kể trường hợp tiêu biểu, chứ còn những trường hợp khác mà nhiều không kể chết vậy thì không thể có cách nào, tôi không thể kể hết được, vâng. Toàn đất nước ở đâu uống hết, các bạn có ai tự nhận rằng mình không đâu uống không? Thử hỏi ai trong cái phòng này thì tự nhận rằng mình không bao giờ đâu uống không? Chỉ có tôi có thể nhận được, chỉ có tôi mới có thể nói được điều đấy. 17 năm nay không dùng những viên thuốc mà không bao giờ biết uống nào gì, không biết công thức máu của mình là gì, chưa bao giờ phải tiếp xúc với bác sĩ nào cả. Tôi chẳng có gì biệt cả, chỉ vì tôi biết những quy luật tự nhiên, biết những quy luật để sống khỏe mạnh tốt hơn mà. Và các bạn hầu như đều đã bệnh viện rồi, đều là khách hàng quen của viện, và con cái chúng ta đều thế. Vậy thì có làm được điều đấy không? Có dễ không? Tôi nói thật với các bạn rất dễ. Chỉ cần các bạn xóa bỏ những cái định kiến cũ và những cái kiến thức gọi là rác rưởi, rồi là kiến thức lung tung từ đủ các nguồn, coi như là không đáng tin cậy mà các bạn thu nhận được, và các bạn hãy thực hành lối sống lành mạnh mà. Thì điều đấy là điều rất dễ dàng. Và tôi nói với các bạn biết là Việt Nam là suy thận là không có đối thủ trên toàn cầu. Các bạn có biết thông tin đấy không? Xuống một thế giới. Tại sao có chuyện đấy? Chúng ta đã làm gì để nói cái Việt Nam lại có một cái danh hiệu lớn như thế? Bởi vì các bạn thử ra chợ mà xem thì các bạn sẽ hiểu là Việt Nam là đất nước lưu thông đất nếp nhất thế giới. Tôi nói các bạn như thế. Không có đất nước nào lưu thông đất nếp và ăn uống bệnh bạ như nước Việt Nam này. Tham lam và ăn uống toàn thân độc hại. Cứ mỗi buổi sáng chúng ta ra dẫn con ra một nhà chợ, ngoài cả mắt lên nhìn không biết hôm nay ăn cái gì. Góc này bún, góc kia phở, góc này thì là bánh giò, góc kia cái này cái nọ. Rồi chiều đến thì hoa mắt lên đủ các loại thịt xiên nướng xúc xích, dám mua gì cho con đây. Bệnh tật phải có nguyên nhân. Cái nguyên nhân các bạn cần phải nhớ, cái quy luật quan trọng nhất trong cuộc đời này các bạn phải nhớ là luật nhân quả. Có kết quả thì phải có nguyên nhân, chẳng có cái gì không có nguyên nhân cả. Luật nhân quả là một luật rất đơn giản, làm gì có chuyện bệnh mà lại không có nguyên nhân. Đó là do một cái lối sống ăn uống bệnh bạ nhất trên thế giới, nhiều hàng ăn vặt nhất thế giới, và thức ăn độc hại nhất thế giới, và một tính cách lưu thân mất nét nhất thế giới. Ở nước ngoài học sinh phổ thông làm gì có món ăn vặt như thế này. Tôi xưa tôi đã ở đây rất nhiều, họ ở nhà họ nấu cho con, đến trưa thì ăn ở trường, ở ngoài đường không có quán ăn vặt nào cả. Bệnh lý xương khớp phổ biến và đang trẻ hóa rất nhanh. Có bạn nào mà không bị xương khớp trong cái đau xương đau khớp trong chúng ta giãn phòng được không? Ôi chúng ta già quá nhỉ, không ai giơ tay lên là mình không bị đau xương đau khớp à? Chúng ta già quá. Và chúng ta cứ nhìn mọi thứ đều với con mắt rất là lạc quan. Nhưng tôi nói thật, nếu mà có nhiều người tự nhận là khỏe trong ngoại hình rất là đẹp, đi tập gym, tập fitness, thế tại sao lại vô sinh? Trong ngoài là đẹp thì thôi bảo, nhưng thực ra bên trong thì bên khác thì mình đi vô khác. Trong ngoài thì đẹp đẽ thế thôi, nhưng mà bên trong nó đã hỏng hệ thống rồi. Ở viện phụ sản trung ương ấy, đến khám nhiều cô đẹp như người mẫu, diễn viên điện ảnh, rồi là rất nhiều người các bạn trông phải nói là đáng mơ ước, nhưng bên trong đầy u cục, u sâu, u nang các kiểu, tóc dài mượt đẹp, da diết căng tràn sức sống,
điều gì cả. Bởi bên trong nó đã hỏng hệ thống rồi. Vô sinh này, rồi đẻ con ra thì là dị tật sơ sinh này, rồi là không có sữa này. Đó là nói lên cơ thể chúng ta đã thoái hóa hết rồi, đã loại hóa. Đấy, thì các bạn xem qua thì mình, tôi nói các bạn những cái này, kiến thức này không thừa, bởi vì tôi muốn báo cáo các bạn rằng là đất nước chúng ta đang dễ chuộng với bệnh tật, đang hấp hối. 10% dân số trên thật có lẽ nào là như thế, mà nếu mà chia ra thì là sẽ là phần người lớn sẽ là khoảng 20%. Nếu ta coi là suy thận hầu như chỉ gặp người lớn thì sẽ là 20% trong đám người lớn đó là suy thận. Đấy là điều kinh khủng, mà lại toàn người trẻ bị suy thận. Và phải tôi nói trước vấn đề luôn và giải quyết là nói với các bạn nguyên nhân trước đi và sau chúng ta sẽ phân tích. Nhưng mà kẻ thù lớn nhất của thận chính là thuốc. Kẻ thù lớn nhất của thận là thuốc, bởi vì mọi loại thuốc đều là chất độc cả và đều được thanh thải qua thận, nó sẽ phá thận. Sau đấy thì lại còn lệch lạc giới tính, 1,5 triệu người không biết mình là ai cả. Các bạn có con trai lắm phải không? Và thích đẹp lắm để cho con gái theo hàng đàn. Nhưng cuối cùng ai chỉ có một vợ mà thôi, tại sao chúng ta mong thế? Mong cho con mình là được hâm mộ, cuối cùng nó chỉ được chọn một thôi. Nhưng sợ nhất là đứa đấy nó chẳng thích đứa nào cả. Đấy là điều đáng sợ. Rất nhiều đứa con trai giờ chẳng thích con gái. Và đấy cũng là do chế độ sinh hoạt ăn uống và những cái thức ăn nuôi dưỡng tinh thần của nó mà làm nó hỏng hết rồi. Cho nên đừng chạy theo ngoại hình, đừng chạy theo cái vỏ bên ngoài, hãy chạy theo cái chất lượng đó. Các bạn cứ thích theo mình là khối lượng, những số lượng, là thể tích to và kích thước và khối lượng. Nhưng các bạn không bao giờ quan tâm đến chất lượng của con gái mình. Tôi nói với các bạn biết lên những cái đứa tự kỷ thì to cao lắm các bạn. Những đứa bệnh tật ung thư sốc chết cũng to cao lắm. Chất lượng chúng ta không bao giờ quan tâm cả. Thế thì trong cái xã hội này tôi thường hỏi là các bạn có tin vào y học không? Có bạn nào tin vào y học là sẽ giải quyết được vấn đề sức khỏe mình, hãy giơ tay lên nào. Có bạn nào tin học không? Là bạn tin học. Thế bạn có đi chùa không? Có. Tại sao bạn tin y học mà còn đi chùa làm gì? Anh tin cả hai. Thực ra là trong tâm tâm tiềm thức bạn không tin nó, nếu không bạn không tin cậy vào các thế lực thần linh rồi. Thực ra bạn đừng, bạn chỉ giấu tôi rồi. Bạn không tin y học, nếu không bạn đã có y học rồi, tại sao ta phải đi tin thần linh? Đấy nhá. Nếu không chúng ta đã trả đi cúng bái dân sao giải hạn làm gì? Bởi vì các bạn nghĩ rằng bệnh tật là do cái sao nào đấy, là do cái hạn của mình, chứ đâu bạn không nghĩ là bệnh tật là do virus vi khuẩn đấy. Thế là có bác sĩ xử lý rồi mà. Bất lực trước bệnh mãn tính. Đến đây tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao ung thư mãn tính. Bạn nào hiểu tại sao gọi là mãn tính? Không phải là lâu dài mà là mãn đời. Các bạn phải hiểu mãn là gì, mãi mãi. Khi mà người ta đã gọi là mãn tính mà các bạn vẫn còn cắm đầu vào trong tuệ y học thì là dài rồi. Bởi vì bệnh y học đã bảo là mãn tính, có nghĩa là chúng tôi chỉ duy trì để cho bạn sống nước ngoài thôi mà. Khi đã dùng từ bệnh mãn tính thì nếu là trong tuệ y học đó lại là rất dài rồi, bởi vì y học bảo nó là mãn tính. Nhưng đối với tôi và những người theo trường phái học tự nhiên thì không có bệnh nào là mãn tính cả. Chỉ có bác sĩ không chữa được bệnh, chứ không có bệnh không chữa được. Phương pháp trị bệnh là xuất hiện tên lịch khác đặc trưng, nhóm thuốc dùng đồ án kéo con người đi và làm vi khuẩn phát triển sinh kháng thuốc. Bằng chứng về yếu kém của y học, xin lỗi các bạn phải nhìn vào các số liệu này. Tôi quên may mang cái báo cáo đi về các bệnh viện này. Thông báo thành tích rất cao, chẳng hạn là số người đến khám tăng 30% này, số ca phẫu thuật tăng 50% này, số giường bệnh và điều trị nội trú tăng 30%. Vậy những cái số liệu tăng đấy nói lên là thành công hay là thất bại? Thế thì sao ý cũng quay ra? Bạn xem bất cứ một báo cáo nào của bệnh viện đều là năm sau tăng hơn năm trước. Thế mà không ai nhận ra đấy chính là một sự thất bại thảm hại. Số lượng bệnh nhân tăng phi mã, độ nguy hiểm bệnh tăng phi mã, sự đa dạng bệnh tăng. Tất cả đều được cho vào báo cáo thành tích. Chẳng hạn như bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa rồi có bản báo cáo là số ca phẫu thuật tăng 40%. Thế thì đấy là những thành công. Cấp trạng trẻ em Việt Nam, viêm đường hô hấp là ác mộng của tất cả các bệnh.
tiêu chảy táo bón cũng thế, rối loạn tiêu hóa vẫn nữa, mà hỏi tôi là nó con em cũng phải 5 ngày bình thường, tôi con chết mất tôi đúng không? 5 ngày thì là không hiểu làm sao tôi sống được chứ, 5 ngày nó mới đi một lần. Có bạn nào mà có 5 ngày không, có con mà 5 ngày mới đi không, đưa tay xem nào. Rồi là hầu như đứa nào cũng bị cái vấn đề về da tràn mẩn ngứa và mụn nhỏ. Đứa thì béo phì, đứa thì còi cọc, đứa mà nói chung là răng hỏng quá. Mắt thì hầu như đứa nào cũng bị tật khúc xạ yếu, rất dễ ốm đau, gan thận yếu. Thế thì chúng ta hãy nhìn những bố bà mẹ xem, chúng ta dù có là ai, dù là giáo sư, tiến sĩ, dù là rất giàu đi Mercedes đó, khi vào bệnh viện tôi đã nhìn thấy tất cả những người này đều có những nhợt nhạt và lo lắng sợ hãi của họ. Họ hoàn toàn bất lực khi đứa con của họ bị làm sao, họ không hiểu cái gì cả. Và họ có như hoàn toàn quỵ lụy, bác sĩ cũng sợ, bác sĩ lắm. Không dám hỏi, không dám coi như là làm phiền bác sĩ nữa đâu. Bác sĩ thì cứ lặng lặng chẳng nói năng gì, họ mặt mũi cũng ôm mặt coi như là hoàn toàn là suy sụp và hèn yếu quá. Chúng ta hãy trang bị kiến thức để đừng trở nên những cái khuôn mặt hèn yếu như thế này đâu, không? Chúng ta hãy xem trong các bệnh viện nhi như thế này. Có bạn nào sẽ bảo là không, con em không thể không để rơi vào tình cảnh đâu, con em sẽ được phòng riêng một giường. Thì chúng ta vẫn trông cạnh tiền đó, một ngày nào đấy các bạn thất nghiệp, một ngày nào đấy những cái phòng riêng đấy cũng không có nữa, mà nghỉ đông quá thì chúng ta sẽ gửi cho con vào đâu, nằm đâu, và cũng sẽ phải xe giường với đứa khác thôi. Chúng ta thấy la liệt là các bệnh viên đường hô hấp, máy thở này, rồi là chậm thèm lan này, các bệnh nhi. Còn đây là gì? Một bà mẹ vừa đẻ thì đứa con ra tiêm ngay một liều vaccine viêm gan B là chết ngay được. Còn cái nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này? Vừa đẻ ra. Bệnh chưa phổ biến nhưng xu hướng tăng nhanh là những bệnh người lớn là tiểu đường, viêm lết dạ dày. Có cháu mấy tháng tuổi tiểu đường, 5 tuổi tiểu đường như trước mà. Viêm lết dạ dày bệnh tự miễn mà. Bệnh về máu, có máu rất nhiều. Tim mạch viêm gan. Học sinh cấp 1 bây giờ đã tim mạch rồi. Thận hư sinh thận rất nhiều. Các bạn cũng phải biết tại sao ăn uống nó phải bảo. Các bệnh lý thần kinh cũng rất nhiều, tự kỷ này, bất ổn trong hành vi tính cách và tăng động rồi là lưu các loại và rối loạn có như chức năng vận động, rối loạn chức năng tư duy và ngôn ngữ. Đây là cảnh bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện ung bướu trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Cả gia đình coi như là chui rúc sống trên đầm giường. Những đứa trẻ này sẽ phải chết mà. Sớm hay muộn thôi. Đứa thì mấy tháng, đứa thì mấy năm nữa. Chúng ta có muốn liệu muốn là con mình đừng trông cậy may rủi không? Chúng ta hiện giờ vẫn đang trông cậy may rủi là có thể con mình sẽ không bị rơi vào tình huống nào. Thế thì đấy hoàn toàn là trông cậy may rủi, các bạn sẽ đi cầu cúng hoặc cầu truyền dẫn ra giải hạn cho con mình. Tôi xin kể một câu chuyện sau đây thì các bạn thấy được rằng là bất kỳ ai có thể gõ cửa bệnh nặng. Bởi vì tôi không cần phải tìm đâu xa, trong cơ quan của tôi có một cô đồng nghiệp. Cô đồng nghiệp đấy có hai cô bạn cấp 3 đều có con trai bị chết vào tuổi cấp 2 vì ung thư. Tức là tôi không cần phải tìm đâu xa, một người đồng nghiệp của hai người bạn cùng lớp cấp 3 thì đã có hai đứa con trai chết vì ung thư và bằng cấp 2. Các bạn sẽ bảo là số nó chết thì còn con ta cũng bị thế. Thế thì tôi kể cho các bạn về cụ thể hai trường hợp đấy, các bạn sẽ hiểu. Một trường hợp đứa thứ nhất là đứa bạn thứ nhất chết, không nói làm gì rồi. Đến đứa thứ hai, đến cô thứ hai thì bắt đầu bằng một việc tưởng chừng như vô hại, đó là đứa bé nó gãy xương. Tất cả mọi chuyện trên đời này đều tuân theo luật nhân quả, gãy xương của nó không phải là do đen đủ. Tôi nói với các bạn biết trẻ con thì hay dễ gãy xương, bởi vì xương nó lớn nhanh, xương nó rất loãng, xương nó sốt. Bởi vì nó ăn toàn những thứ thức ăn sai và làm xương nó loãng, tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao xương nó loãng. Tôi nói thật với các bạn là thương thay những đứa con trai ở cái đất nước này. Con trai ở lúc này được nâng niu lắm, nó càng nâng niu lắm càng chết, càng tập bổ càng nâng niu lắm càng chết. Nó gãy xương thì trong người gãy xương cái thời chúng tôi khó gãy xương hơn, và nếu gãy xương thì cũng có một thôi, là khỏi mấy tháng khỏi. Nhưng đứa này nó phải mổ và đập đẹp ở trong, đập đẹp ở trong thì nó rất khó lành. Con trẻ con như thế mà chúng ta đổi chất nó rất kém. Và bác sĩ lại một năm sau thì quay lại để tháo cái nẹp sắt bắt vít vào xương đấy, xương đùi, tháo ra một năm sau. Một năm sau thì bé vẫn bình thường khỏe mạnh.
đến bệnh viện Việt Đức thì người ta phải mổ ra để lấy là tóc. Lúc mổ các bạn có biết rằng phải làm xét nghiệm máu đủ thứ, xem có bình thường không, máu này có đông không này nọ đủ thứ, còn xem nó có đáp ứng với thuốc mê thuốc đê gì không đấy. Đại khái đó là một phẫu thuật. Thế là thử máu, bác sĩ Việt Đức giờ cái xét nghiệm máu ra táo hỏa, thấy loạn xộn hết cả lên, lộn xộn hết cả, bạch cầu hồng cầu cũng không bình thường nữa, sợ quá không biết là dạng gì, đưa sang bệnh viện huyết học. Đưa sang bệnh viện huyết học thì bệnh viện huyết học nhìn và trường hợp này quen quá rồi, có cái gì mà khó đâu, đóng cho một cái dấu là gì, ung thư máu, mày nằm đây truyền hóa chất cho, truyền hóa chất thì được chỉ định 8 lần truyền hóa chất cho đến 12 lần. Phác đồ của ung thư máu sẽ là truyền từ 8 đến 12 lần hóa chất. Sau đấy, sau khi 8 đến 12 lần hóa chất đó thì hoàn toàn tủy của nó sẽ bị tiêu diệt hết, tức là sẽ bị suy tủy nặng, không còn sinh được thành cầu. Sẽ được chỉ định một ca cắt tủy cho nó đúng như phác đồ sẽ như thế. Bởi vì nó không có tủy nữa, tủy nó không làm việc, nó bị hóa chất nó phá sạch mà, cơ quan tạo máu. Thế thì đúng là như thế, nhưng mà mới truyền được một lần đầu tiên thì bé đã chết luôn. Suy ra tạng vì cái hóa chất đấy quá độc, nó không chịu được và nó chết ngay. Thật may cho đứa bé đấy, nó không thể chịu nổi 8-12 lần chuyển hóa chất đâu, bởi vì đằng nào nó cũng chắc chết. Đã có ai nói cũng nói chết khỏi đâu. Thế mà đằng nào chịu 8-12 lần chuyển hóa chất thì có đau khổ vô cùng các bạn. Sau đấy còn ghép tủy, ai cho tủy? Thế mà chúng ta vẫn lạc quan lắm, bởi chúng ta không hiểu biết những cái gì cả. Chúng ta đọc báo, đọc chí, toàn những cái thông tin giống như là cóp nhặt từ đâu đấy. Một cái bài này cắt xén mà bài kia cắt xén cóp nhặt. Thế có chắc gì là đứa con của các bạn không bị những chuyện như thế? Bởi vì tôi thấy đấy là trường hợp bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Một đứa con trai được nuôi dưỡng với tất cả những chăm sóc của bố mẹ được tầm bổ, phải không? Chúng ta phải nắm lấy số phận trong tay chúng ta, đừng để may rủi quyết định là con mình rơi vào những cảnh như này hay là không. Đấy hoàn toàn là hoàn toàn các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ có những kiến thức làm thế nào số phận của con mình hoàn toàn theo ý muốn của mình, không phải theo may rủi nữa. Tất nhiên có yếu tố chất khỏe, có yếu tố chất yếu, phải không? Thì yếu tố chất khỏe khó bị những cái bệnh hiểm nghèo hơn. Nhưng mà bây giờ mấy đứa mà có tố chất khỏe đâu. Đại dịch béo phì, thừa cân béo phì là nền tảng vững chắc, đó là cái mảnh đất tốt nhất cho đủ mọi loại bệnh phát triển trên cái nền tảng đấy. Đây, kết quả của cái lòng thương con của bố mẹ, nhất là bố mẹ Việt Nam. Chúng ta hãy nhìn này, chúng ta thích kích thước và thể tích, chúng ta thích sự phô pháp lắm. Chúng ta nhìn những đứa bé này, chúng ta thích thế lắm, trông nó dễ thương lắm. Nhưng đây chính là ứng cử viên luôn sáng giá nhất cho dịch bệnh. Những đứa này nhìn thì thích mắt, nhưng mà nó khổ lắm các bạn ạ. Còn những đứa này thì thôi khỏi phải nói luôn. Đứa này cũng bất hạnh tột độ rồi. Chắc chắn là thằng này không biết mình là giới tính nào, bởi vì dấu hiệu nữ hóa của nó đã rõ rệt hết rồi. Mà các bạn có biết làm gì nhỉ? Là chế độ ăn uống ấy. Ăn uống toàn những thứ thịt thà sữa, có rất nhiều hormone nữ trong đấy. Và chúng ta nick cho bọn trẻ những cái thứ đấy. Và cuối cùng là hormone nữ trong người nó vượt trội, nó béo và nó nữ hóa. Bạn nhìn thế này, thằng này bé rất bất hạnh. Nó bất hạnh là do lỗi của tình thương của bậc cha mẹ. Rất nhiều những đứa như thế này. Tôi nói với các bạn biết là các bạn có để ý thấy là các con vật mà khi người ta muốn nó béo nhanh thì người ta làm gì không nhỉ? Hả? Không phải, các con vật muốn nó lớn nhanh hồi xưa người ta biến nó đi. Dấu hiệu của béo là dấu hiệu hormone nam đã bị suy kiệt và hormone nữ vượt trội. Các bạn biết, hormone nữ bao giờ cũng làm xu hướng các con vật béo ra. Con chó thiến, con gà trống thiến đều là con vật béo. Béo là đã nói lên rằng những đứa con trai này hormone nam đã bị suy kiệt và hormone nữ đang áp đảo. Chúng ta nhìn cái thế hệ trẻ này, những đứa như thế này mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đem lại một đất nước hùng cường và đem lại các chỗ mẹ ư? Không bao giờ, chúng ta còn phải khổ rất nhiều vì nó. Và chúng ta thấy tất cả một loạt đều thế cả. Tại sao lại có cái chuyện gì kỳ lạ vậy nhỉ? Tất cả đều thế. Đấy là, cho nên tôi muốn bài học may thực ra tôi muốn thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống, về hạnh phúc, về sức khỏe, về những cái giá trị của cuộc sống. Chứ không phải chúng ta mong những đứa này thì nó sẽ chỉ là của các bạn thôi, và chúng nó cũng khổ.
tất cả nó không có trường là ai cả đấy, 100% đều trẻ con đều như thế này cả. Mà đúng ra trẻ con nó phải thanh mảnh, thanh nhẹ và mạnh mẽ. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, hãy nhìn cái cộng giường này, có cái gia đình đưa cả đứa lớn và đứa bé vào trong cộng giường để sống, có chẳng biết là một trong hai đứa này đứa nào ung thư máu đây, không hiểu là đứa anh hay là đứa em ung thư máu đây mà. Bố mẹ và những đứa vào cũng chịu ung thư máu, phải đưa cả hai đứa vào ở nhà là những người chồng. Còn khổ thế mà, đây là cái tương lai của trẻ em Việt Nam. Vì đâu nên nói, các bậc cha mẹ, người lớn, nền giáo dục, nền y tế cùng có lỗi. Các bậc cha mẹ thường là uốn to béo này, chứ không muốn nó khỏe mạnh thật sự, tức là quan tâm đến khối lượng, trông thích đến chất lượng. Chất lượng mình còn không hiểu chất lượng là cái gì. Chất lượng là một đứa, một con người là gì? Chúng ta thì sau khi đi học thì chúng ta thích nó bằng cấp điểm số cao và chứ chúng ta không muốn là con cái hiểu biết được cuộc sống. Chúng ta thích sau này nó kiếm tiền tốt, địa vị cao, chứ không muốn nó làm đơn giản, muốn tốt bạo, tốt bụng, muốn thảo của trái tim thôi. Chúng ta phải theo cả những thứ bên ngoài và những thứ có tính chất phù phiếm và chúng ta thích nó sau này được sống hưởng thụ và sống vì mình. Chứ còn nếu nó sống giản dị thì bố mẹ lại không thích đâu, mà thích nếu nó sống hy sinh vì mọi người và làm việc mọi người mình cũng không thích đâu. Sống vì mọi người, sống giản dị là không thích, và mình thích là con mình thành đạt hơn là thích con mình thành người. Và cho nên chúng ta đã được một thế hệ trẻ sống nhau như sản xuất công nghiệp. Hãy nhìn đứa trẻ xem, tất cả đều vận hoại hết. Bởi vì thứ nhất là chúng nó giống nhau như tảng, ăn cùng một thực phẩm giống nhau, cho nên gen của nó bị hư hỏng rồi. Đặc biệt nhất là hay ăn cùng một cái con vật rất phổ biến, đó là con lợn. Nó bị ảnh hưởng bởi cái gen ADN của con lợn. Và chúng ta sẽ thấy lúc bé mới sinh ra nó khác nhau rất nhiều, nhưng lúc lớn nó lại giống nhau. Nó như là chất của cái gen truyền vậy, và nó nào cũng bị cặn, tức là bệnh. Cặn không phải là tật, đó là bệnh. Nha, các bạn nhớ cho điều. Riêng những đứa trẻ các bạn mà bị cận là đã nói lên rằng là đứa đấy đã học về sức khỏe. Em có thấy không? Nhìn này, các bạn có thấy gái giống trai, trai giống gái, và đều mặc những cái nét chẳng có gì khác biệt nhau cả. Và đều đi sau công việc. Chúng ta có thấy con mình khác biệt không? Không? Khách quan này, công nghệ điện tử, nghe nhìn giải trí phát triển, nhưng chúng ta lại cũng thích vùi đầu với internet, thích cho con mình. Bây giờ chỉ thích trông con là quẳng cho nó cái iPad để cho nó đỡ quấy khóc, và cho nó xem vô tuyến để cho nó đỡ quấy khóc, và chết giết con các bạn. Khách quan nhá, là công nghệ điện tử nghe nhìn quá phát triển, nhưng chúng ta thích như thế. Khách quan là thức ăn công nghiệp bây giờ nhiều lắm, nó rẻ, bởi vì nuôi tăng trọng, bởi nuôi công nghệ bẩn thì nó bây giờ rẻ, vật nuôi dư thừa và còn rẻ hơn rau và những tập nặng. Nhưng chủ quan chúng ta không thích ăn uống đâu và thích tống mọi người. Khách quan là bác sĩ lạm dụng thuốc, nhưng chúng ta thì cũng chẳng hiểu biết gì và chúng ta cũng quá hiểu bác sĩ và thích dùng thuốc tây vừa bán, coi như là thuốc tây là cái thứ là để chữa mọi thứ. Xã hội thì sao? Khách quan xã hội hưởng thụ, suy tôn tiền ngoại hình. Xã hội này nó suy tôn ngoại hình ghê lắm. Nào thì thích như là Hàn Quốc vậy không? Nào thì cao đẹp trắng phải không? Làm mọi thứ để cho ngoại hình đẹp, chứ không thích đến chất lượng. Thế chủ quan người trẻ con giờ đời hoạt bố mẹ đã được học cho trẻ. Ô nhiễm môi trường thì trầm trọng, nhưng chúng ta tự lấy hóa chất cho đồng đồng chúng ta. Đấy thì đây này, chúng ta bước đầu chúng ta đã hiểu rồi, đó là những nguyên nhân gây ra bệnh tật cho trẻ đó, chứ không phải là cái con gì đó. Những thức ăn như thế này, ăn như này mà không ốm đau thì mới là lạ. Chúng ta cứ hỏi tại sao mà con mình lại bị ốm đau mà. Hãy xem con bạn ăn cái gì thì bạn sẽ hiểu. Rồi tất cả những cái cốc này làm tôi liên tưởng, không phải cốc này, mà những cốc này làm tôi liên tưởng cốc trà sữa. Cốc trà sữa thì không có gì để nói đâu, mà cái thứ thức ăn cực kỳ độc hại. Đây, đứa trẻ các bạn đây rồi. Chúng ta không bao giờ giật mình vì tương lai của nó sẽ như thế nào. Nhìn chúng ta vẫn thấy ổn, mọi thứ đều ổn cho đến một ngày. Cho đến một ngày nó bị gãy chân. Sau đấy nó được đặt này. Sau đấy nó phải đi tháo này. Và sau đấy thì nhìn như thế nào các bạn đã biết rồi. Nhìn thấy rất ổn không? Chẳng có gì buồn chuyện. Tôi đi Lào, tôi đi qua, thấy mấy đứa trẻ này nó trèo lên cái cây, nó nhảy xuống sông. Tôi thầm ước rằng là trẻ con Việt Nam khổ quá, nó không bao giờ hạnh phúc như đứa này. Trông nó thân mảnh như này, nó khỏe mạnh như này, đây là chất lượng.
nó vui vẻ, đầu óc nó hoàn toàn tự nhiên bình thường, nó nghịch ngợm mà người nó phải thất bại này chứ đâu có ổn như thế trẻ được đâu. Xin báo các bạn rằng là tôi cũng xuống đây và tôi cũng trèo lên cây này, tôi cũng nhảy xuống và nó sướng vô cùng mà. Con cá sẽ tao giờ không bao giờ được hưởng phúc đây như thế này. Cũng ở bên Lào thì trẻ con thì thay vì học đủ các lớp học thêm một đến là học ngày không đủ tranh thủ học đêm, học thêm chủ nhật thì bọn nó được cho vào chùa để học, học làm người khoảng một năm gì đó. Đây là những đứa trẻ. Các bạn xem là những đứa trẻ này nó phải như thế này, đây là ở Nga đấy, những đứa trẻ Nga bức tranh vẽ tên là những đứa trẻ. Chúng ta nhìn xem không đứa nó phải thanh mảnh cho thế này, nó mới là trẻ con. Không những nó là những đứa rất là ổn mà nó còn đẹp nữa đó. Mà các bạn thử xem nhé, những đứa trẻ Việt Nam giờ không còn đẹp nữa, nó béo, nó mặt nó rất xấu, nó làm giống như nào, xấu. Thế chúng ta cần rất quả. Mặc dù chúng ta vẫn cứ suy tôn ngoại hình nhưng chúng ta đang làm nó xấu đi. Vâng, hãy nhìn đứa trẻ như này nó như thiên thần này. Bởi vì nó có thức ăn tinh thần tốt đẹp, nó có thức ăn nuôi dưỡng cơ thể tốt đẹp rồi. Nó yêu động vật, nó yêu thiên nhiên rồi. Thế mà chúng ta lúc nào cũng chỉ thích nấp tập hồ vào cho con cháu nó để tạo ra những phiên bản giống nhau như lúc của. Thế thì điều mà chúng ta tôi muốn hôm nay là hãy nuôi dạy con các bạn thành người hạnh phúc. Ngoài hạnh phúc trước tiên đó là sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Thế thì đầu tiên tôi muốn nói rằng là cái sai lầm của chúng ta từ đâu vậy? Cái sai lầm của chúng ta là đầu tiên, cái dễ nhất mà có thể thực hiện được, chúng ta vẫn đang làm, đó là đưa vào người quá nhiều rác, quá nhiều axit và quá nhiều chất độc vào những đứa trẻ chúng ta. Một cái tiêu chuẩn đầu tiên để có thể khỏe mạnh được là không có rác, một cơ thể không có rác trong người, không có axit và không độc. Chúng ta hãy đi dần vào từng khái niệm một để các bạn sẽ hiểu rác là gì. Thế thì đầu tiên cũng quan niệm sai lầm tất cả mọi người là cái gì đưa vào mồm là được. Đấy là từ cái lòng tham của các bạn, cứ học ở đâu sai cái khóa Phật này khóa Phật nọ, cứ tham sân si. Chúng ta tham kinh khủng, chúng ta cứ nghĩ cái gì khi qua cái này và là được. Không ai nghĩ rằng có rất nhiều thứ, phần lớn chúng đưa qua mồm này là mất. Bởi vì các bạn có biết không, là nếu cơ thể không cần những thứ đó thì là rác. Thế thì chúng ta đưa một cái gì vào cơ thể, có ba câu hỏi sau đây các bạn không bao giờ biết cả. Thứ nhất là cái đó có cần, cái chất đó có cần cho cơ thể mình không? Các bạn không biết, làm sao biết được. Không cần là, không cần biết là cơ thể có cần hay không, nó đưa vào. Cái thứ hai là nếu nó cần thì nó cần bao nhiêu, cũng không biết. Ví dụ nó cần thật, nó cần một, chúng ta đưa 10 vào thì 9 phần còn lại đâu. Rồi câu hỏi thứ ba là cái chúng ta đưa vào có thực sự cơ thể dùng được không? Tưởng là thế thật nhưng có chuyển hóa, có biến đổi thành những cái cần. Ba câu hỏi này biết mà chúng ta cứ đốc vào. Kể các bạn thân kể cho trẻ con đó. Tức là gì? Cơ thể có một cái cơ, có một cái cách làm rất đơn giản là cái gì không phải là bạn tức là thù, cái gì không cần là ra hết. Tức là có một số cái chất mà chúng ta tưởng là cần là axit amin, như kiểu là y học gọi như vậy là chất đạm đấy, đúng không? Axit amin nếu có không cần đến đưa vào là rác. Glucô là đường đi, cơ thể không cần đến đưa vào là rác. Vitamin cũng thế, đưa vào. Đấy là còn chưa kể đến một loại đó là không dùng được, một loại là không dùng đến, một loại là không dùng được. Các bạn có biết rằng tôi đã từng chứng kiến một người, người này được kỷ lục ra đối với tôi, ăn một lúc 16 quả trứng vịt lộn. Đó là tận cùng của sự tham lam. Và ông ta vẫn còn tiếc nuối là vẫn chưa phá được cái kỷ lục của một cái thằng nào đó mà ăn được 20 quả trứng vịt lộn lúc. Tôi hỏi rằng là cái cơ thể đầu tiên, thu đầu tiên, thứ nhất là cơ thể tiêu đổi cái số đấy không? Thứ hai là cái đống đạm mà cơ thể hoàn toàn không cần nó sẽ đi đâu? Tôi sẽ cho các bạn biết nó sẽ đi đâu. Như vậy là có rất nhiều thứ cơ thể hoặc là không cần các bạn vẫn đưa vào, hoặc là cơ thể cần một các bạn đưa vào 10, hoặc là loại khác là cơ thể có cần. Cái thứ bạn đưa vào nó không dùng được. Đây, tất giác là cái chất màu vị mùi phụ gia thực phẩm tổng hợp, các chất kích thích không chừa thứ nào hết.
chúng ta bây giờ nuôi con không bằng người ta nuôi ở cho con thú ở vườn thú. Bất kỳ một cái vườn thú nào trước cửa chuồng nó đều thứ là xin đừng cho thú ăn. Chúng chế độ ăn đặc biệt cân bằng dinh dưỡng, xin hãy vì sức khỏe chúng mà đừng cho ăn gì kể cả lá. Thế mà chúng ta cho những đứa trẻ yêu quý chúng ta bạ cái gì cũng cho một bộ thì tôi không thể hiểu nổi. Con khỉ gorilla to lớn như thế này, nó chỉ ăn toàn thực vật thôi. Và nó trước cửa chuồng của nó có ba cái biển: đừng nuôi, đừng cho nó ăn cái gì cả. Bởi vì ba nguyên nhân mà có thể làm nó ốm. Đến đây các bạn đã hiểu rằng thức ăn có thể làm ốm được, đừng làm để nó ốm. Thứ hai là nó có thể là gây ra sự đánh nhau trong cái đám đấy. Và thứ ba, bạn có thể làm nó thừa cân. Các bạn thấy người ta biết rất rõ nhưng chúng ta lại không biết. Những người nuôi thú biết rất rõ mà mình thì không biết để nuôi những con của mình. Đây, chính vì cái chuyện là tham thế mà có một cái bê bối kinh khủng nhất trong lịch sử thực phẩm nhân loại là trộn melamin vào trong sữa để tăng độ đạm. Tại sao phải trộn melamin vào để tăng độ đạm? Melamin là một thứ để làm mặt bàn này, nó là một thứ nhựa để làm mặt bàn, mặt ghế này. Nó có cái bột đấy, trong cái bột đấy có chứa nitơ. Nitơ, cái chất melamin đấy được chiết xuất từ ure ra từ phân đạm đấy. Đó là ngành công nghiệp đã làm ra từ phân đạm. Thế thì cái chất đấy dùng để làm mặt bàn các bạn nhé. Thế nhưng mà cái bọn này, bọn Trung Quốc nó sẽ trộn vào sữa. Thế là cái máy đo độ đạm nó mù quáng, nó chỉ thấy ở đâu có nitơ là nó sẽ quy đấy là đạm. Nó quy là đạm thì nó sẽ đánh dấu vào cái sữa này là 20% đạm. Thì các ông bố và mẹ tham mà chỉ đánh vào lòng tham của người Việt và người Trung Quốc thôi. Người châu Âu cũng bao giờ cắn câu cái chuyện này. Thấy là cái sữa này nhiều đạm thì vồ lấy, thì mua. Trong khi đó là đạm giả. Thế còn cái sữa khác mà để có 10% đạm người ta không mua. Thế thì suy cho cùng cái bê bối này là đều hai bên đều tham. Một bên là tham đạm cho con vì tham chất mà. Một đạm thì thích tầm bổ cho con. Một bên là tham gì? Tham tiền. Cuối cùng thì cái đạm đấy đâu có thể tiêu hóa được. Cái nitơ đấy không thể tiêu hóa được. Và trả giá bằng việc là trẻ con bị tử vong sạm thận và suy thận. Các bạn đã hiểu bây giờ cái nguy hiểm của rác chưa? Bởi vì tất cả mọi thứ rác đều được gì? Đều được thận và xử lý và nó đi qua thận nó sẽ làm hỏng thận. 54.000 trẻ nhập viện sau vụ đấy. Những cái vụ bê bối này ở Trung Quốc nó nhiều, tử hình này rồi là cách chức để không ăn thua. Cái lòng tham con người quá lớn đó. Thế thì khi chúng ta mời nhau ăn một cái kẹo này, chúng ta có hoặc là cho con em mình ăn cái kẹo này, chúng ta có biết là đưa rác vào người không? Bởi vì không có cái chất nào trong cái kẹo này mà cơ thể dùng để nuôi nó cả. Bởi vì đường là đường hóa học, các chất tất cả trong đấy đều là chất hóa học cả. Vâng. Khi chúng ta cho những cái cờ no này vào thức ăn chúng ta ăn hàng ngày để cho nó sướng cái lưỡi, chúng ta có biết rằng cơ thể không dùng đến cái này không? Và nó sẽ phải thải ra. Nhưng trước khi thải ra thì nó đã kịp làm rối loạn hoạt động thần kinh của bạn rồi. Vâng. Bởi vì đó là chất độc thần kinh. Nó chỉ làm lưỡi các bạn sướng thôi, nó kích thích mong miệng chứ không để dùng cho cơ thể. Như vậy chúng ta thấy cái sai lầm lớn nhất chúng ta là phục vụ cái lưỡi chứ không phục vụ cơ thể. Ăn cái làm sướng miệng chứ không ăn những thứ làm sướng cơ thể. Các bạn hiểu không? Không sướng tinh thần, không sướng cơ thể, không sướng thể chất mà chỉ sướng cái lưỡi thôi. Và thế là chúng ta cái lãnh tụ. Đấy, qua những cái thí dụ vừa rồi tôi có thể nói là các bạn đã biết là lờ mờ thấy hiện nguyên hình cái kẻ thù đã làm thận chúng ta bị suy chứ. Mà khi thận đã bị suy rồi thì chất độc tích tụ thì sinh ra đủ thứ bệnh khác. Có một cái dòng ký tự hình tìm thấy trên Nam Bộ Ai Cập viết rằng 1/4 những gì bạn ăn duy trì bạn sống, 3/4 còn lại duy trì bác sĩ bạn sống. Có nghĩa rằng là rất sâu xa. 4 phần chúng ta ăn thì cơ thể chỉ cần gì? 1 phần thôi, còn 3 phần còn lại là gì? Là rác. Rác đấy thì thận gan phải lo tống ra và chính nó sẽ gây ra bệnh tật cho bạn. Và bệnh tật cho bạn thì nuôi ai? Các bạn đã nói được rồi đúng không? Mà từ cái thời Ai Cập cổ đại rồi. Thế sau khi chúng ta ăn uống bệnh bạ ốm đau thì bác sĩ sẽ nói với các bạn rằng mày bị thiếu chất này, mày bị thiếu chất nọ, phải bổ sung vào. Xin thưa các bạn rằng tất cả những thứ này không có một chút tác dụng gì cả. Nếu các bạn xương loãng là do các bạn ăn uống sai lầm. Mà người ta kê canxi này cho bạn thì các bạn sẽ chỉ bị sỏi dặn thôi. Mà canxi này không bao giờ vào được xương các bạn cả.
sợi canxi này làm từ đá vôi. Tất cả những chuyện này tôi đã nghiên cứu nhiều năm nay rồi và biết được tất cả những quy trình này làm từ đá vôi CaCO3. Kẽm này có phải là cái thứ gì quý giá đâu mà chúng ta uống nhiều thế? Kẽm này là cái thứ phủ trên các mái tôn không ạ? Tất cả các mái tôn đều được phủ kẽm để nó khỏi gì. Này, còn sắt cần gì đâu, ốc vít rơi vãi đầy đường mà tại sao phải mua cái hộp sắt giấy đường để làm? Tất cả những thứ carbonize, multivitamin, cơ thể không dùng được đâu. Khẳng định với các bạn luôn, tất cả thuốc tổng hợp công nghiệp là sắt. Muốn chứng minh nó rất đơn giản, uống thuốc gì xong ta sẽ thấy nó trong nước tiểu. Đấy là cái tiêu chuẩn dễ nhất để biết một thứ là cơ thể có cần hay không. Nếu mà cơ thể tống ra thì rõ ràng là ta cũng cần thân tống ra, cơ thể nó không minh lắm mà. Nó được điều hành, vận hành bằng cơ chế và được điều khiển bằng hệ thần kinh mà mình vẫn gọi hệ thần kinh thực vật, mình không hề biết tất cả chuyện đấy. Tôi biết cái gì tôi cần, còn không cần thì tống ra trong nước tiểu. Uống thuốc gì ta sẽ thấy thuốc đấy trong nước tiểu. Theo nhiều nghiên cứu công phu thì vitamin tổng hợp gần như không tác dụng, nhưng mà chúng ta nốc cho kỹ vào không? Trong khi đó hoa quả rau củ thì không thèm ăn, cứ đi mua những cái viên vitamin tổng hợp đấy, bị lừa đảo. Vitamin C đây như các bạn thấy là người ta đã chứng minh được rằng vitamin C là không có tác dụng như sức khỏe cho sức khỏe, và nó sẽ tạo ra sỏi thận rồi những cái chất nhuộm màu vàng, chất tạo sủi này, tất cả đều chất có hại. Tôi đã biết một người công nhân làm cho nhà máy vitamin C này. Chủ nhà máy bảo tất cả những viên vitamin C sủi này rơi vãi vỡ, công nhân muốn mang về bao nhiêu cũng được, mang về cả túi cũng được, cho mày chết, đúng không? Còn viên nguyên lành thì phải đóng vào hộp để bán, còn viên vỡ muốn lấy bao nhiêu được. Thế thì cam chanh thì chẳng chịu uống gì cả, nhưng mà chỉ thích uống một viên. Chính vì thế mà một bệnh nhân đã đến gặp tôi, và tại sao cái chỉ số này của tôi để thế này, chỉ số nước tiểu có vitamin C trong đó. Acid ascorbic tại sao có trong nước tiểu? Thế tôi hỏi là chị uống viên vitamin C tổng hợp đúng không? Đúng rồi. Anh ấy có thể nó có dùng được đâu, nó phải thải qua cái tổng hợp. Không. Cao quá, acid ascorbic. Rất dễ các bạn. Có gì đâu, nó cứ uống cái gì là trong nước tiểu. Có cái đấy thôi mà. Thế thì chúng ta sẽ thấy là thế này, là do cái việc các bạn đưa một người quá nhiều rác như thế, tất cả bánh kẹo rồi những thứ quà bánh đủ loại, thế thì cơ thể nó sẽ là cuối cùng nó tích rác lại, càng ngày càng đóng cặn bã nhiều. Thế các bạn có cho con em hoặc là mình ăn nhiệt không? Trong đấy là một kho hóa chất các bạn, có 20 chất có đề ở đằng trước của chữ E mà chúng ta vẫn ăn, mà còn bạn cho con em mình ăn. E này là phụ gia thực phẩm, có 20 chữ E này. 20 chữ E này thì cái gì sẽ phải làm việc để thải ra? Chữ E này, nhưng các bạn không bao giờ bỏ được miếng liền, thì ba chữ E sau đây: E621 mình chính, E627 siêu bột ngọt, E631 siêu bột ngọt. Không bao giờ chúng ta bỏ được, bởi vì chúng ta đã nghiện nó như nghiện ma túy rồi. Đó là sự tác động thần kinh làm chúng ta rất dễ chịu và làm chúng ta nghiện. Ba thứ này nhé, làm cho bị ăn liền, không bao giờ chúng ta bỏ được. Thế rồi những cái viên thuốc, rồi những kẹo thạch mà chúng ta ăn, tất cả đều là rác hết, của gelatin được ngâm tẩm, được sản xuất ở Trung Quốc bằng cách là ngâm da lợn, xương động vật và da trâu vào trong những bể hóa chất nhập ngộ này, đây công thức này. Và Trung Quốc cung cấp gelatin cho cả thế giới. Thế và đã được làm cho những cái thành những cái kẹo mà chút chít, mà kẹo chút cho chúng ta, con em chúng ta ăn. Thế thì ăn như thế mà lại bảo con mình không bệnh được, tại sao bệnh đổ cho vi khuẩn của tôi mới mình làm. Ngoài ra có rất nhiều thức ăn khi vào người lại còn gây viêm. Gây viêm tức là gì? Không những là da mà nó vào nó còn phá phách và nó tạo ra cái đường viêm. Viêm thì để những kiến thức để các bạn không quá khó thì tôi chỉ nói là viêm được đặc trưng bởi là tình trạng nóng, đỏ, sưng, đau và mất chức năng. Thì viêm là nguyên nhân chính của đủ các bệnh nguy hiểm trên thế giới, phải không? Và chúng ta đi đến một khái niệm mới là thức ăn có thể gây viêm. Thức ăn có thể gây viêm, chẳng hạn đây là trên mạng rất nhiều, chúng ta có thể nhìn đánh vào
những cái từ tiếng Anh, tiếng Việt thì hơi khó, có tiếng Việt thì kiến thức này người Việt không hiểu gì cả, nhưng mà ở bên nước ngoài quá phổ cập, tức là chúng ta đánh những chất ăn gây viêm mà chúng ta cần tránh. Ví dụ ở đây chúng ta thấy toàn thức ăn là quen thuộc chúng ta, đường trắng này, muối tinh này, khoai tây chiên này, bia này, thịt này, bánh tiramisu này, sữa này. Đó là những thức ăn gây viêm đó. 15 thực phẩm gây viêm đầu bảng bạn cần tránh. Tức là khi vào cơ thể nó gây viêm, nào là viêm ở đường hô hấp, nào là viêm ở đường tiêu hóa, nó gây ra tình trạng sưng đỏ tiết dịch, đúng không? Chứ các bạn lại cứ đổ cho lúc nào cái viêm nhiễm của mình cũng là do vi khuẩn mà. Nó thức ăn vào người nó có thể gây viêm ở mọi nơi mọi chỗ. Người thì viêm da, người thì nổi mẩn, người thì bị viêm mũi, người thì bị viêm phế quản, người thì bị viêm dạ dày, viêm ruột. Và tất cả đều là do thức ăn cả. Muốn biết là một chất nào có thể gây viêm cho chúng ta hay không thì người ta phải làm cái test sau. Nếu như con em các bạn suốt ngày bị viêm nhiễm, dị ứng, rồi là bị viêm phế quản, rồi là đau bụng, đau dạ dày, đau tiêu chảy, thì các bạn hãy đi làm cái test thử những thực phẩm này cho tôi. Hiện giờ rất hiếm hoi, tôi chỉ biết bệnh viện Vinmec làm thôi, tôi không đi quảng cáo hộ cho người ta. Nhưng mà tôi nói là ở nước ngoài, cái việc này quá phổ biến, của nước ta thì lại là rất là chậm chững. Đơn giản thôi, cho một ít thức ăn vào cái bàn chải này và ấn lên da thôi, cái thức ăn này nó sẽ ngấm vào cái lớp da. Chờ một lúc sau thì da nó sẽ bị những vết như mũi cắn này, đó là cơ thể dị ứng với thức ăn đó. Nếu chúng ta còn chưa quên, tôi nhắc lại đặc trưng của viêm là gì: nóng, đỏ, sưng, đau. Thì đây này, đỏ, sưng. Thế tại sao da lại phản ứng với thức ăn này? Ai mà biết được, tôi ghét cái thức ăn này đấy. Nó vào, tôi coi nó như một kẻ thù và tôi lập tức là hệ miễn dịch chúng tôi là phải nổi dậy để chống lại nó và gây phản ứng này. Nếu chúng ta làm xong cái này thì chúng ta sẽ có thể giật mình ngã ngửa ra, phần lớn chúng ta con em mình ăn đều gây viêm như thế này. Trẻ con nước ngoài bị được làm cái này rất nhiều bởi vì chúng nó có cố đau hơn cả trẻ Việt Nam. Và dị ứng là một cái trạng thái là một tình trạng viêm. Và ở bên đấy dị ứng quá nhiều đến mức hầu như trẻ con nào cũng được đi test thử cái này. Còn nếu không thì nó có thể rơi vào tình huống nguy hiểm của cơ thể. Và thậm chí ở đó bên nước ngoài nó còn bán những cái hộp để tự test ở nhà. Food detective, thám tử thức ăn. Ở trong đấy người ta bán sẵn những cái ống đựng thức ăn khác loại mà những cái thứ thức ăn gây viêm nổi tiếng. Đó là bánh mì, tươi bột mì trắng này, sản phẩm sữa này, trứng này, tôm cua này và các loại hạt rẻ. Thế thì chúng ta chỉ cần nhỏ một giọt lên tay của đứa trẻ thôi. Và chờ một lúc nếu có sưng đỏ lên như này thì các bạn không bao giờ được cho chúng nó ăn một thứ này. Bởi vì ở đây là nó rơi trên da của mình thì nó gây sưng như này. Nhưng khi nó vào trong người, vào máu thì nó sẽ gây ra viêm ở một khu vực bất kỳ đấy, chúng ta không được chấp được. Có thể gây viêm dạ dày, viêm ruột, viêm phế quản và viêm da. Ở đây chúng ta nhìn thấy, nhưng mà khi đã ăn vào rồi chúng ta nhìn thấy cái phản ứng trên da này. Như vậy là có những thức ăn nó gây dị ứng nhưng nó không gây phản ứng trên da mà chúng ta không nhìn thấy. Thế là chúng ta sẽ thấy đứa trẻ của mình tự dưng hôm đấy ăn xong thứ gì đấy mình không biết quên gì cả, tự dưng thấy nó hò hèn, không thở được. Thì chúng ta lại cứ nghĩ là con vi khuẩn nào đấy. Thế thì nếu chúng ta có sự suy diễn của liên tưởng tốt, chúng ta sẽ thấy cái vết đỏ giống hệt như bị con muỗi đốt. Con muỗi nó đốt thì nó gây ra phản ứng mà làm cho hệ miễn dịch chúng ta bùng phát lên và chống lại cái chất đó. Thế thì chúng ta hay nói là con muỗi là con muỗi độc, đúng không? Thế thì thức ăn cũng có tác dụng như là cái độc của con muỗi không? Ví dụ là hạt rẻ, bây giờ người Việt Nam rất là thích ăn, nhưng tôi khuyên cáo rằng hạt rẻ là một thứ không hợp với người Việt Nam. Đó là thứ thức ăn không truyền thống người Việt, không? Sóc ăn thì được, không? Ngay cả tôi khỏe mạnh thế này nhưng mà tôi cũng dị ứng khá nhiều rồi. Ở Mỹ nó thống kê là 8 loại thực phẩm đầu bảng gây dị ứng là trứng cá, tôm hải sản, sữa, bánh mì, lạc, hạt rẻ. Đó là một thứ mà gây, chính những thứ là gây ra cái đợt viêm phế quản, rồi là hoặc là dạ dày, hoặc là nổi mẩn, nổi ướt con em mình, đúng không? Bốn coi như là tội đồ lớn nhất trong việc gây ra các phản ứng dị ứng của viêm là: nhất là sữa, nhì là lạc, đúng không? Ba là trứng, bốn là tôm. Thế mà con chúng ta chỉ hấp sữa là mầm.
ngay cả các nước châu Âu là cái thứ mà là nơi mà dân tộc ở đấy đã quen với việc dùng sữa. Thế mà người ta còn bị dị ứng với sữa, thế mà người Việt Nam dùng sữa bao nhiêu lâu? Mới được có 10, 20 năm nay thôi là có vẻ phổ biến sữa. Thế mà chúng ta nốc cho con ấm ấm. Tôi vào bệnh viện Nhi Trung ương thì tôi thấy là hầu như là đầu giường đứa trẻ nào cũng là sữa cả. Thế thì chỉ có khác là đổ dầu vào thêm vào lửa thôi. Đang uống lại còn tiếp tục tống thêm những cái chất gây viêm vào. Mà bệnh nó không bao giờ khỏi cả. Bản thân tôi thì dị ứng với những cái quả táo đỏ, rồi quả anh đào này, rồi mít này, với lạc, với hạt dẻ. Vâng. Ăn vào là nó sẽ miễn viện đến nay phải không? Những nơi trong cơ thể dễ bị viêm thì dễ thực phẩm là các niêm mạc, trong đó có các niêm mạc đường thở, niêm mạc ống tiêu hóa, tính từ miệng đến điểm cuối. Tất cả những niêm mạc đấy là những nơi không có da bao phủ và rất dễ bị dị ứng là trong đấy có cái niêm mạc đường thở. Đấy, chúng ta thấy là các cái phế quản trong phổi chúng ta này, của trong phổi thì bình thường nó cũng sức thành nó mỏng như thế này. Thành nó mỏng và như thế là không khí đi qua rất dễ dàng. Nhưng khi nó bị viêm thì ta đã biết phản ứng của viêm là gì, là sưng lên. Mà nó viêm không phải từ một con vi khuẩn nào cả mà chính cho những chất trong máu mà ta đã tiếp nhận lại. Và thế là nó sưng lên, đồng thời nó tiết dịch nhầy ra. Tiết dịch nhầy người ta vẫn gọi là đờm nhầy đến mucus. Thì đã bị sưng lên, cái lỗ này đã bé đi rồi, lại còn thêm nhầy nhụa trong này nữa. Thì không thể thở được. Và thế là đứa trẻ chúng ta sẽ khò khè và ho, ho để thông được thở này. Phản xạ đấy là giúp nó thở được. Tức là chúng ta vội vàng vàng là đưa đến bác sĩ đó. Dị ứng luôn kèm theo khó thở vì phế quản sưng. Bất cứ trong trường hợp dị ứng nào, phế quản chúng ta cũng sưng. Đó là nơi rất dễ bị sưng lên khi dị ứng. Cũng thế thôi, các niêm mạc mũi cũng thế thôi, nó cũng sưng và tiết nhầy, tiết đờm ra. Khi bình thường thì nó rộng rãi như thế này, vâng. Nó rộng rãi và nó cũng bị sưng. Nhưng mà khi mà nó đã ăn một thức ăn gì đó hoặc là bị không khí ô nhiễm nữa, vâng. Cái này lại còn là đề tài khác. Thì nó sẽ bị sưng đỏ lên và tiết ra đầy những chất nhầy. Thế thì chúng ta sẽ bị thở khó, vâng. Họng cũng thế, họng cũng sưng và tình trạng viêm. Nhưng là có thể là do cái thức ăn chúng ta ăn vào, vâng. Có rất nhiều người uống rượu xong rồi viêm họng, các bạn. Đấy. Rồi viêm kết đại tràng của bệnh Crohn đấy, có những người là bị viêm kết đại tràng mãn tính. Thế mà không tìm nguyên nhân ở trong cái việc là mình đã ăn cái gì không phù hợp, mà cứ tìm cách là uống cái thuốc làm cho tê liệt tất cả cái thành ruột này. Mà uống cái thuốc đấy thì có khác gì làm thành ruột chúng ta chưa không còn cái phản ứng gì hết cả. Khi bị dị ứng nó sẽ tìm cách tống khứ những cái chất mà làm cho nó khó chịu ra. Đó là gây nên cái phản ứng mà ta gọi là tiêu chảy đấy, đau bụng đấy. Đấy là một phản ứng tâm cứ ra. Thì chúng ta uống cái loại thuốc làm cái tiêu diệt toàn bộ cái thành ruột này, tiêu hỏng ruột. Trong khi các chất độc thì vẫn nằm nguyên trong đại tràng. Có những người còn bị những cái bệnh là gì? Là bị cái bệnh là bị viêm loét từ thực quản cho đến tận hậu môn. Cả cái ống tiêu hóa một đường thẳng tắp này, chỗ nào cũng viêm hết. Có cái bệnh này để chứng minh cho các bạn biết rằng là cái thức ăn nó có thể gây viêm đại tràng như thế nào thì ở bên ở trong y học nó có cái bệnh là bệnh celiac là bệnh viêm đại tràng mãn tính. Nhưng người bệnh này chỉ cần bỏ tất cả những sản phẩm có chứa bột mì thì hết, có nghĩa là người đó chỉ cần không ăn các sản phẩm từ bột mì thì hết. Bệnh đó là bệnh đại tràng dị ứng với chất đạm gluten trong bột mì. Thế thì có gì khó đâu nhỉ? Trong khi nó bệnh thì đau đớn khổ sở, trong khi chỉ cần bỏ một cái thực phẩm ra là chúng ta đã thoát rồi. Thế mà tại sao chúng ta lại không tìm xem cái thực phẩm nào nó gây cho chúng ta bệnh celiac? Bệnh rất nặng nhé, nhưng mà sau người ta phát hiện ra chỉ cần bỏ gluten đi là đạm cho bột mì là hết, tức ăn cơm được thì không ăn bánh mì được. Thế thì có gì mà khổ nhỉ? Thế mà nhiều người vẫn chấp nhận cái cuộc sống đau khổ đấy đó. Bây giờ ruột của chúng ta và ruột của đứa trẻ chúng ta là học hết rồi, phải không? Đầy đủ các loại u cục không? Rồi các loại cặn bã. Một bằng chứng này để cho các bạn xem là bệnh thật chúng ta đến từ đâu. Là một cô bé này ăn sau khi ăn gà rán cá chê thì bị hôn mê 9 tháng trong bệnh viện. Và sau một thời gian mấy năm, nhiều năm trời đi kiện tụng thì cá chê nó phải đền bù 8 triệu đô la để đền cho cô này, không? Nó bị tỉnh dậy sau 9 tháng hôn mê, cô này dậy
là thiểu năng trí tuệ không nói được, vâng, và thế là các dây phải đầy đủ, đúng không? Chúng ta phải tin được điều đấy không? Rất lớn trong lịch sử và hy hữu, và để cái hãng ấy phải trả tiền đền bù thì chứng tỏ nó đã phải thừa nhận rằng đúng là do các xe thật. Đây cái vụ kiện đây, massive payout, cái vụ một loạt coi như là cực lớn. Chúng ta xem chương trình một người này. Đây là ông bố của đứa trẻ tội nghiệp đây, trông rất mãn nguyện, và luật sư trả lời là ông bố rất mãn nguyện bởi vì được nhận 8 triệu đô la. Sau cuộc kiện tụng rất là lâu dài thì cuối cùng thì đã chiến thắng, bởi vì là người ta đã, tôi nói thật sự là cái chê đấy thì đây cô bé này, cô bé này không nói được đâu, bị thiểu năng trí tuệ rồi, không đi liệt được, không đi được nữa, phải đi xe lăn, tất cả chỉ vì một miếng gà rán. Đây cô bé lúc trước, trước khi ăn xinh tươi này, thủ phạm đấy. Tôi nói thật, tôi cảm giác rằng tất cả những đứa trẻ khi ăn cái này đều có thể bị sốc phản vệ như thế, chứ không phải là chỉ mình cô này mà. Thế thì chúng ta hãy giải thích tại sao đứa bên cạnh không sao, và các chê làm thế nào nó đã phải trả tiền này, cô bé này. Đúng là những người khác không xung quanh, nhưng mà xung quanh không bị, nhưng mà tất cả những thứ trong này đều là hại cả. Đối với một số đứa trẻ thì cái phản ứng dị ứng của mình quá mạnh, nó gây ra một trạng thái mạnh nhất gọi là sốc phản vệ. Sốc phản vệ như thế là cô ấy lập tức bị hôn mê và đưa vào bệnh viện 5-9 tháng thở máy, và tỉnh dậy thì mất hết chức năng của não, hỏng hết. Thì đây không phải là các chất độc trong cái cáp xe này đã phá hoại não của đấy, mà cái chất độc trong cái cáp xe này đã kích hoạt một cái phản ứng cực mạnh của hệ miễn dịch của cô, và hệ miễn dịch muốn nổi loạn các người phá phách tung tung chính hệ miễn dịch của mình cơ mà, và người ta gọi đó sốc phản vệ, phá hết tế bào thần kinh não, phá của các người, vâng. Kết quả như vậy là chỉ cần chứng minh được rằng trong này có những chất độc đó gây ra những điều đấy thì là người ta biết được những chất như thế nhiều vô kể. Các bạn hãy thử vào trong bếp của các chê thì bạn sẽ không bao giờ dám cho con em mình ăn gì cả. Những cái thùng dầu có như hàng tháng trời không được thay, rán gà trong đấy đó, nó đen kịt đến đấy, và những cái con gà đấy thì có tốt đẹp gì đâu đó, gà thì cũng bẩn thỉu đó. Đây, có ai tin được rằng đã ăn cá chê xong thì có như là hôn mê một đại nhiệt không? Đấy, thế thì chúng ta... Thế thì bây giờ, tổng kết lại những cái gì là những thứ thức ăn quay miêu. Tôi xin báo các bạn rằng tôi không... Sau khi đưa ra những cái này cho các bạn, tôi không quyết phải khuyên các bạn ăn cái gì cả, bởi vì đó là tất cả những thứ các bạn đang ăn cực lực. Nhất công thức dễ nhớ nhất là 3 chữ P: process, package, or prepare. Thầy nó đã tổng kết rồi, tức là những thứ chế biến công nghiệp, những thứ đã đóng gói sẵn, những thứ đã ăn liền ở prepare. Thế thì các bạn thấy là chúng ta toàn ăn 3 chữ đấy cả, có cái gì khác đâu. Sữa bột cũng là sữa bột, một công thức cũng là process, còn là cái gì đó. Bản thân sữa đã chết rồi, còn lại còn được chế biến công nghiệp nữa, còn mì ăn liền là prepare này. Thế thì chỉ cần 3 chữ P này chẳng có gì ăn được cả. Nhưng mà tôi vẫn sống được mà không có 3 chữ P này có sao đâu. Đường trắng đồ ngọt nói chung là đường hóa học này, bột mì trắng tinh chế này, bột nem kích thích ngon miệng này, các chất phụ gia thực phẩm ngập trong gan, khí hiệu của chè đều gây viêm hết, bởi vì nó là chất lạ, cơ thể có biết được cái gì đâu, nó là chất hóa học tổng hợp vào đấy thì thế nào hệ miễn dịch nó nổi dậy là nó chống lại luôn. Thứ hai là các bạn rất hay ăn đồ chiên rán cho con, thì trong tất cả các dầu ăn đấy đều sau khi bị chiên rán nó sẽ xuất hiện gọi là trans fat, là chất kéo chất đổ chuyển hóa. Thì khi rán dầu mỡ lên và đun nóng lên thì nó sẽ tạo ra trans fat. Ngoài ra trans fat đó là một thứ mà người ta hay trộn vào các thứ bánh kẹo, kem công nghiệp nhiễm liền tinh vi, và các loại snack từ chứa trans fat đều là gây viêm nặng và béo phì nữa. Dầu ăn phổ thông rẻ tiền tất cả đều gây viêm, trừ cái loại dầu ô liu ép lạnh, nhưng mà khó lắm. Tôi nghĩ là dầu ô liu ép lạnh thì bây giờ cũng đồ giả cũng nhiều lắm, mà cũng không được đun nóng lên. Rồi còn những cái dầu dừa này, dầu vượt gác thủ công cũng là toàn cái đắt cả. Nhưng ngay cả khi các bạn đã thay dầu trong bếp của mình bằng những loại dầu này, các bạn cũng không nên chiên rán, bởi nó sẽ gây viêm.
nạm động vật dễ gây viêm, các sản phẩm từ sữa bò thường gây viêm cực mạnh. Con bạn bị viêm phế quản phải cắt ngay sữa, tất cả các sản phẩm chứa con tứ sữa bò thì nó sẽ cải thiện đến 90% tình trạng bệnh tật. Thì cá nếu mà nuôi công nghiệp thì tệ hơn nhiều, hải sản đặc biệt là tôm cua đấy cũng gây dị ứng, thịt cá rán nướng càng gây viêm mạnh. Thế thì chúng ta vẫn cứ nốt cho con nào là thịt xiên nướng, nào thịt rán đó, toàn là tặng bệnh tật cho con. Bây giờ đến giờ thì các bạn đã hiểu rồi, từ trước nay toàn tặng bệnh tật cho con. Con là tự nhiên mà lấy đâu đây này các bạn, tôi không nghĩ ra mấy cái này đâu, tất cả đều chỉ là đọc và tham khảo và nghiên cứu thôi. Các bạn đánh vào là gì? Đánh vào từ inflammation tức là sự viêm này, các bạn hãy đánh từ là food cause inflammation sang bảng hình ảnh vô kể, cái tài liệu nhiều vô kể, ai có tiếng Anh thâu đọc, đây là cái bảng. Nửa bên này là thức ăn gây viêm, chẳng hạn trong đấy có gluten là cái chất đạm trong bột mì mà tôi vừa nói đấy, casein là lạc sữa, các loại dầu ăn vớ vẩn lung tung, simply của ông từ Nga cũng được, đấy là những loại dầu trẻ tiền, các loại thịt sữa trứng đó, các loại thịt chế biến sẵn, xúc xích, pate, jambon, đồ rán, fast food, các loại nước ngọt đều gây viêm. Trong khi đó những thứ mà chống viêm là những thứ mà chúng ta tiêu thụ rất ít, đó là các loại rau xanh đó, gừng nghệ này, dầu ô liu này, anh đào dứa này, những thứ đó. Thế thì cái này chúng ta sẽ đi sâu vào sau đó. Thì ông tổ của người Y đã nói rồi, hãy làm sao để thức ăn là thuốc của bạn, tức là thức ăn chúng ta phải đưa vào phải là có tác dụng chữa bệnh và là tốt cho cơ thể. Thế mà ngày nay thức ăn chủ yếu là chất độc, thuốc làm sao chúng ta không uống năng được đó. Thì giờ chúng ta đã hết chưa, đến giai đoạn giải lao chưa? Đến rồi, đến à, được rồi. Thế chúng ta sau khi về giải lao, chúng ta sẽ đi đến là một kiến thức nữa, axit và kiềm, tức là cân bằng axit kiềm cơ thể. Chúng ta đã nói đến các gì nhỉ? Không đưa vào rác rưởi vào người này, và trong những thứ rác rưởi chúng ta đưa vào là thứ cơ thể rất ghét và nó sẽ gây những phản ứng viêm dị ứng. Và chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ đi đến là axit và kiềm, thì cái đấy để chúng ta sẽ sau đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục chương trình với những cái nội dung khác. Chị Trần Lê Ngọc là CEO Founder sẽ lên có một vài những bài thuốc dân gian cho các mẹ. Hẳn là đây các mẹ cũng hay sử dụng những bài thuốc dân gian rồi, mà chưa biết là cái bài nào sẽ bài chuẩn nhất. Thì Vì Kê sẽ ví dụ cho các mẹ một bài để các mẹ có thể chăm sóc các bé ở nhà, để trong cái mùa đang thời tiết đang rất là khó chịu và rất là dễ bị ốm này. Thì mời chị Trần Lê Ngọc lên ạ. Thế cả mẹ sẽ nhắc một chút là những mẹ ở dưới ngồi có vẻ rất là khó nghe, thì ở trên này còn một đoạn chắc được khoảng 3 mẹ ngồi, nếu các mẹ không ngại thì sẽ chuyển ghế lên phần này, các mẹ có thể nghe thầy giảng rõ hơn. Thế sợ ở dưới các mẹ sẽ bị ảnh hưởng, sẽ không nhìn thấy slide và không nghe rõ nữa. Thì các mẹ ngồi phía bên ngoài có thể chuyển lên trên ạ. Bạn Trang và các bạn hỗ trợ cần lên lòng chuyển với mẹ lên phía trên này, giúp mình có hai ghế và ở bên này có hai ghế ạ. Các mẹ có thể lên trên ạ. Trước khi vào bài của mình thì mình xin chia sẻ một chút về tại sao là bên mình có cái ý tưởng là đưa ra cái chương trình nuôi con thân thiện học sinh này. Thì quay trở lại một chút về cái quãng thời gian trước đây, khi mà mình đang có nuôi con nhỏ năm 2014, cái giai đoạn đấy mẹ nào mà đã nuôi con nhỏ tầm lớn một chút, tầm 5-6 tuổi sẽ chắc là nhớ cái giai đoạn đấy, giai đoạn khủng hoảng của vấn đề dịch sởi. Giai đoạn này dịch sởi khiến cho tỷ lệ tử vong tương đối cao ở miền Bắc mình. Sắp tới mùa tháng 2, tháng 3, mùa thời tiết độ ẩm rất cao. Thì khi đó mình đang làm một mẹ, bạn ấy được 2 tuổi, bạn kia được có 1 tuổi, à không được 1 tuổi, tức là nuôi được có 3 tháng. Thì lúc đó thì mẹ, khi các bạn biết rằng là khi mà bé mình bị viêm phế quản và viêm phế quản thì tăng thẳng và khi mà chúng ta ở chung với cả bố mẹ, chúng ta sẽ biết là cái độ cao lên chung thì chúng ta stress và con ốm bao giờ chưa? Không biết là các mẹ đã trải qua cảm giác đấy chưa? Và bản thân mình thì lúc đó cảm giác là mình đúng là một bà mẹ rất là bất lực. Vì sao? Là khi mà mình đưa em bé thì mình đi khám sữa hormone, từ giáo sư tiến sĩ rồi cứ bị đi rồi bị lạc,
và sau đó là mình em bé đầu tiên đã phải sử dụng liều kháng sinh rất dài. Sau đó thì các bạn biết khi mà đã sử dụng kháng sinh rồi thì thường cái đường tiêu hóa thì ảnh hưởng, bạn ấy bị ăn rất là kém và còi, và lúc đó thì mọi người sẽ cái cảm giác của chúng ta đó là người ta sẽ bảo là mẹ nuôi con rất là chán, cái tay nuôi rất là kém. Nên mình khi đấy thì nghiên cứu rất là nhiều, bản chất mình cũng đã theo hướng đông y và dân gian, và kết hợp với cái phác đồ của tây y thì mình thấy không hiệu quả. Và lúc đó thì cũng hơi liều một chút, là bởi vì không dám cho con vào bệnh viện, bởi vì khi đó cái dịch sởi bùng phát rất là mạnh, chỉ sợ là cho con vào bệnh viện khi đó con mình sẽ bị lây chéo. Đấy là cảm giác của bản thân mình lúc đó. Thì mình có một cái phương án đó là chuyển con mình vào trong Đà Nẵng ở, có nghĩa bạn ấy sẽ vật vào trong Đà Nẵng ở khoảng tầm 2 tháng. Bởi vì các bạn biết là khi cái độ ẩm càng cao ấy thì khả năng lây lan của bệnh tật nó rất cao, có nghĩa là bạn có uống kháng sinh hay bạn ấy dùng tất cả các phương pháp, nhưng nếu độ ẩm ngoài trời thời tiết như thế này bạn vẫn bị. Và khi đó thì mình nuôi con nhỏ thì lúc đó thì kiến thức chưa có nhiều, mình không hiểu được rằng là cái độ ẩm của một miền Bắc mình nó chính là cái ảnh hưởng, và thứ hai là khả năng dị ứng, bạn ấy là cơ thể dị ứng. Cho nên mình từ đó thì không rõ là về cái bệnh dị ứng hay vì gì cả, thì quyết định mình đưa bạn ấy vào trong Đà Nẵng ở 1 tháng, thì mình thấy đấy là quyết định đúng đắn của bản thân mình. Và sau đó thì bạn ấy sức đề kháng bạn lên rất tốt, bởi vì ở đấy mình đã cho bạn ấy đi biển và tức là chân trần. Các bạn biết là lúc đấy thầy có chiếu cái cảnh là các em bé được tắm vũng biển hay là việc bơi sâu, đến cái nó tác dụng làm cho em bé tăng sức đề kháng lên rất là nhanh. Và từ đợt đó khi trở về Hà Nội thì em bé, hai em bé của mình trộm vía là các bạn ý không hề phải dùng viên kháng sinh nào đến tận bây giờ. Và từ đó là mình đã tìm hiểu rất nhiều các phương pháp chăm sóc, và bản thân mình cũng là người học đông y. Và mình phát hiện ra rằng có rất nhiều các bạn mẹ cũng như bản thân chúng ta là hiểu sai về phương pháp chăm sóc. Ví dụ em bé bị ho, các bạn chưa biết các bạn bị ho do gì là các bạn đã liền đã giết cá xong cho bạn đi uống. Mà các bạn biết rằng là trong cơ thể của em bé nó là sự hàn và nhiệt. Nếu mà hàn thì làm sao, nếu mà các bạn nguyên nhân tố do hàn thì làm sao cho uống giết cá được. Ví dụ là như vậy, bởi vì có rất nhiều phòng khám tư vấn nhưng họ tư vấn không sâu về cái vấn đề hàn nhiệt. Thì nếu mà trong khi mình học đông y thì đó là hàn nhiệt tương thủy khi bắt mạch thì mới được ra chuẩn trị cho phác đồ. Nhưng mà rất nhiều bà mẹ ở trên mạng hỏi ơ thế mình cho con uống hành được không, thì mình mới bảo là nếu mà em bé của bạn là cơ thể bị hàn thì uống hành đúng không ạ, nhưng mà các mẹ chưa tìm ra phác đồ chuẩn cho em bé, và chính vì vậy em bé của bạn sẽ bị triền miên. Và đặc biệt các mẹ phải hiểu rằng chúng ta nuôi con, chúng ta phải bình tĩnh nuôi con. Không giống như cái trường hợp của mình, đó là khi mà em bé đầu tiên bắt đầu khóc lên cơn sốt hoặc là mình khủng hoảng, đã tìm tất cả các phương pháp, sau đó là chúng ta đọc rất nhiều phương pháp trên mạng và chúng ta không có một kiến thức cơ bản. Bản thân mình là người có kiến thức cơ bản về đông y, hàn nhiệt, và khi đó thì mình cũng còn rất khủng hoảng khi con mình ốm. Bởi vì lúc đó là bạn cứ tưởng tượng em bé bạn ốm và sốt liên miên trong thời gian dài mà không hiểu lý do vì sao, mà còn phù hợp đi chữa rất là nhiều, tốn rất là nhiều tiền cái thời kỳ đó. Và đấy là thời kỳ do độ ẩm. Và các bạn nuôi khi nuôi con chúng ta để ý là cái độ ẩm rất quan trọng đúng không ạ? Độ ẩm thời tiết này, cái phòng của chúng ta rất quan trọng. Thì các mẹ sẽ phải biết rằng giống như ngày xưa mình đi có đi thực tập ở bệnh viện Thanh Nhàn, cũng có một vấn đề nữa là khi mình đưa cái chủ đề con không làm được kháng sinh, không có nghĩa là chúng ta không được sử dụng kháng sinh, mà chúng ta phải sử dụng đúng cách đúng liều. Ví dụ mình đi ở bệnh viện Thanh Nhàn, mình hiểu là tại vì sao bác sĩ họ cho liều như vậy, là bởi vì có rất nhiều bố bà mẹ khi con vừa tiêm xong một liều thuốc kháng sinh là xong 10 phút bế con ra khỏi phòng, tức là trốn viện nhỉ. Các mẹ hiểu có nghĩa là về à, nếu họ biết tại sao vừa mới tiêm xong là bạn lại cho em bé đi ra khỏi bệnh viện, thì bạn bảo phải về nhà nấu cơm hay làm gì đó. Các mẹ hiểu có nghĩa khi mà em bé đang được điều trị thì chúng ta phải theo đúng phác đồ của bác sĩ là ở lại chúng ta điều trị, chứ không phải là em bé vừa mới tiêm xong các mẹ bế ra ngoài trở lại như thế kia thì vô tình phế của bạn cũng đã bị ảnh hưởng rồi. Và theo đông y như bác sĩ cũng là theo hướng tây y, mình thì theo hướng đông y thì mình có giải thích một chút với các bạn. Ví dụ như trường hợp em bé bị tận hay là gan thận kém thì bản chất trong đông y là gan nó sẽ thay đổi ra mắt phải, thì nếu mà em bé của bạn gan yếu thì chắc chắn là không được đó. Thì có tại vì sao chủ đề hôm nay thì mình muốn là bác sĩ nói sâu hơn nữa về cái giải pháp, bởi vì lần trước mình đã tổ chức một lần rồi, hội thảo rất đông, 300 đến 500 bố và mẹ, cho nên các mẹ không có điều kiện để hỏi nhiều. Và trong buổi hội thảo này mình muốn rằng là các mẹ đặt rất nhiều câu hỏi cho bác sĩ làm thế nào chúng ta có giải pháp, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một bài thôi, nghĩa bài mà trực tiếp em bé gặp mình ấy, thì để các mẹ hiểu hơn là cái phương pháp mà chúng ta từ dân gian và đông y nhưng nó phải có sự lý luận. Trước
chứ nó không phải là cứ bạn đâu dùng đấy. Có rất nhiều người là uống cam này, uống hành tâm hay là uống cái gì gì đấy, nhưng tại sao phải uống nó thì chúng ta hiểu, đúng không ạ? Thì một bài như này, cái pháp đồ đưa ra đó là em bé của mình bị ho viêm phế quản, thì bạn ho rất nhanh, đó là vào một Tết năm ngoái, ho các bạn tưởng tượng ho không dứt, cứ 3 phút ho một lần. Thì lúc đấy rất là lo, bởi vì hôm đấy là mùng 1 rồi, không biết là đi khám. Tại vì bình thường mình rất chắc chắn là khi em bé bị bệnh thường thì sẽ khám và sẽ nghiệm xem chính xác bạn ví dụ như vi khuẩn. Các bạn biết nhé, trong cái đề tài hôm nay mình muốn là thầy sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt được thế nào là virus vi khuẩn thì chúng ta mới đưa được phác đồ. Không phải là cứ có bệnh là chúng ta đưa thuốc vào, đúng không ạ? Các bạn biết virus thì sao, có dùng được kháng sinh không ạ? Không, đúng không ạ? Có rất nhiều người bảo mình mà ô bạn ơi con tưởng có sốt virus, nhưng mà sốt virus thì cứ ở nhà trường mát thôi, trường để giảm sốt thôi chứ làm gì chậm tại sao phải vào bệnh viện kháng sinh. Hôm trước có một bà mẹ đến tư vấn bảo là sau sinh, mình bảo là bạn như thế này, bảo là bạn ấy có bị mất sữa do tổ chức kháng sinh, mình bảo tại sao bạn có bị nổi mụn nhỏ, tại sao nổi mụn nhỏ bạn lại có kháng sinh và bác sĩ kê như vậy. Mình không hiểu bác sĩ nghĩ ở đâu mà tại sao lại kê cho một người bị mụn nhỏ có kháng sinh. Các bạn hiểu không ạ? Khi mà chúng ta phải có đủ cái kiến thức thì để chúng ta đưa phác đồ và chúng ta quyết định có được dùng cho con mình hay không. Bởi vì khi mà con của bạn dùng thì mình có luôn là cái đường tiêu hóa bất cứ một cái vấn đề thì nó đều tốt hơn chưa. Như con mình là ví dụ em bé đầu tiên, em bé thứ hai thì chủng biến về từ đấy cũng không bao giờ một viên kháng sinh luôn. Thì chỉ mình chỉ dùng các phương pháp dân gian thôi. Thì mình quay lại cái phác đồ lúc đó á, em bé bị ốm vào hôm mùng một Tết. Thì đúng cái hôm đó thì không biết là sẽ kiểm tra em bé sốt ốm sâm cách nào. Thì mình thì sẽ quay về nó, khi mà mình đánh gió cho con thì kiểm tra cho bạn bị hàn hay bị nhiệt. Đánh gió là thường thường các bạn biết đánh gió rồi đúng không ạ? Đánh gió bằng bạc với trứng đấy ạ. Khi bạc nó chuyển sang màu xanh thì bạn bị gió. Còn khi mà chuyển sang màu đỏ thì nó là hỏa đấy đúng không ạ? Các bạn biết là cái ngũ hành rồi đúng không? Thì nó là giặc nhiệt. Thì khi mà bạn bị gió như vậy thì mình đánh gió xong thì khi hôm đấy là bạn khó chịu bạn đi khóc thì rất là may bạn đi khóc và bạn nôn hết ra đời. Với cái mục tiêu của chúng ta là bạn ra đời đúng không ạ? Mình có vẻ là một bà mẹ hơi bị lạnh lùng một chút là bởi vì khi mà mình điều trị các hơi thở thì cho bạn nôn. Nguyên tắc của mình là phải nôn hết đời, còn nếu không nôn hết đời thì rất là khó để làm. Các bạn hiểu không? Bởi vì chúng ta uống rất nhiều loại thuốc để mục đích là long đời. Thì nếu mà em bé của bạn khi mà còn nhỏ, em nhỏ ngày xưa mình hay tươn lưỡi và mình ấn nhẹ xuống cái lưỡi bạn chưa là bạn nôn hết chớ hết cả đời mình ra. Để bạn hạn chế phải dùng thuốc để long đời. Thì sau đó là bạn ý, bước thứ hai của mình đó là bạn nôn hết đời. Bước thứ ba của mình đó là mình sẽ cho bạn sẽ ngâm chân nước gừng. Các bạn chú ý nhé, kể cả khi mà em bé thậm chí có thể nổ sốt đi nữa, việc ngâm chân nước gừng hay tắm nước gừng đều rất tốt. Bởi bản chất tại sao ạ? Giống như việc chúng ta điều trị huyết áp cao, huyết áp thấp đều là chúng ta đều có thể ngâm chân nước gừng. Đúng không ạ? Khi mà những bạn sốt nhẹ thường, cái lòng bàn chân bạn rất lạnh. Và cái trường hợp này của bạn ấy là trường hợp bạn cảm gió của cái thời tiết lạnh năm ngoái. Thì sau đó mình cho bạn ngâm chân nước gừng xong thì tiến hành bắt đầu. Tại vì sao phải uống hành ạ? Em quay lại bài có hành tâm. Các bạn biết cái hành tâm không? Cái hành tâm này mọc rất nhiều ở việc trong miền Nghệ An, miền Huế ấy. Đây ạ, đây cái hành tâm này. Cái này mình đã mua rất nhiều để ở nhà luôn. Cái hành tâm này nếu bạn không có hành tâm thì bạn dùng hành tây. Cái hành này bạn hấp lên, sau phải uống và để giữ ấm phế. Bởi nguyên tắc nhưng lúc mình phải kể câu chuyện có như vừa tiêm xong kháng sinh bê em bé ra ngoài đường luôn thì không có bác sĩ nào có thể chữa được cả. Và lúc đấy lại đổ tại là bác sĩ không chữa bệnh. Thực ra là các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trung ương rất khổ luôn, bởi vì khi mà mình thực hành tập thì mình biết ôi bệnh nhân này không thể có thời gian để tư vấn được. Bạn như bản thân mình là mình tư vấn cho rất nhiều mẹ, tư vấn cho bạn bè và mình nói hết nước hết cái mọi người hiểu được đấy. Chứ bác sĩ không, họ không có thể thời gian để tư vấn em ơi con em bị thế này, em con em bị kia dùng kia đâu. Bản chất chúng ta phải tự có kiến thức chúng ta hiểu. Thì cái hành này mình có nhiều này, bạn hấp lên vào đường phèn cho con bạn uống. Nhưng trước khi bạn uống để ấm thì bạn phải sát khuẩn, đúng không? Các bạn sát khuẩn cho con bạn bằng gì? Nước muối ạ? Vâng, có thể có dùng nước muối hoặc là chanh tươi. Con nhà mình là đa phần là chanh tươi sát khuẩn luôn. Mặc dù người rất sợ cái phương pháp đấy nhưng mà nó hiệu quả rất nhanh, nó sát khuẩn cực nhanh. Bởi vì các bạn hiểu khi bị ho ấy thì cái thở đợt này là rất nhiều gì ạ? Vi khuẩn. Cái nguyên tắc của chúng ta là mũi nhá, họng nhá. Chúng ta phải để ý vi khuẩn ở đây. Thì như lúc đầu tiên mình nói là em bé phải sao ạ? Nôn hết sạch đờm ra, sau đó các bạn dùng muối sạch sẽ, xong rồi chanh tươi đúng không? Sau đấy lau mũi lau họng rồi, sau đấy là uống này. Sau đó là có một cái nữa đó là dán salon phát.
Tại vì các bạn hiểu là cứ đi ra ngoài là gió thì gió. Đáng sao nó phát ra bằng chân là 1, vùng cổ là 2, vùng phế là 3. Phế đằng sau các mẹ nhá, đằng sau nó là cái phong môn ấy. Cái này cực kỳ hiệu quả luôn. Mình là châm cứu, bản thân như mình châm cứu cho các mẹ khác hoặc là châm cứu cho ai đó xong là bao giờ mình cũng sẽ dùng cái phong phát mà mình dán vào đằng sau. Đây là cái chỗ tận phong môn để mình tránh gió vào. Từ khi chúng ta massage hay chúng ta tác động vào thì cửa gió, đấy là cửa của gió, cái phong môn đó là cửa của gió. Thì nó gió nó sẽ bị xâm nhập. Thì đấy là cái cách mà chúng ta vừa phòng, vừa chống. Và thứ hai là chúng ta ngăn chặn được cái mà ảnh hưởng con của mình. Một ngày các bạn cứ làm 3 lần như thế là bạn giảm rất nhanh là chỉ dùng đến gió. Đấy là cái bài đầu tiên dành cho em bé mà bị viêm phế quản hoặc cảm cúm. Bạn cứ do lạnh nhé, cái bài này mình chỉ nói do lạnh thôi, còn nóng nó lại khác rồi. Cho nên khi mà bản thân các mẹ điều trị, các mẹ bắt buộc không ăn kiểm được hàn nhiệt. Đấy là sẽ có bác sĩ trả lời cho các mẹ là các mẹ sẽ nên làm cái gì cho đúng cho các bé. Thì bây giờ em xin phép mời thầy Tuấn ạ, sẽ lên để chia sẻ. Viêm thì có thể là thể hiện trên da, thể hiện trên phế quản, thể hiện trong ruột, dạ dày, thể hiện tiêu hóa. Đấy, nhưng mà đấy chỉ là vấn đề nhỏ, cái việc vừa rồi đấy chỉ vấn đề nhỏ. Vấn đề là có nhiều thực phẩm xấu, và bây giờ thì kê ra nổi mà. Thế thì gần như là lúc đâu cũng thấy là không nên. Thế thì vậy phải làm thế nào ạ? Thế thì tôi xin nói cho các bạn biết, đầu tiên tôi sẽ tiếp nối bài của bạn Ngọc là phân biệt. Chúng ta hãy vào, nếu mà chúng ta biết, chúng ta hãy tự là tìm hiểu đi. Chẳng hạn có trang này tuyệt vời nhất này. Nếu các bạn có thể không tin tôi, nhưng các bạn phải tin CDC là cơ quan quản lý bệnh tật và phòng bệnh của Mỹ, mà thống kê rồi tất cả những phổ cập cho dân chúng tất cả kiến thức rất tốt. Chẳng hạn là riêng một phần là antibiotic use, là sử dụng kháng sinh, là có riêng bác rất nhiều trang rồi. Tôi trích ra đây một cái trang mà tôi thu được là virus hay là vi khuẩn. Cái gì làm cho bạn mà ốm à? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ đánh dấu rồi này. Cột này là vi khuẩn, cột này là vi khuẩn hoặc virus, và cột này là chỉ có virus thôi. Và cột cuối cùng là vậy thì tôi có cần dùng kháng sinh không? Tôi chỉ kinh hoàng một cái là đau họng này. Đau họng thì theo như là CDC nói, tôi có thể không đồng ý, nhưng mà các bạn tham khảo, bạn tùy theo. Đau họng thì do vi khuẩn này. Có cần kháng sinh không? Có. Ho ra phải do vi khuẩn? Có. Vâng, đúng. Thế còn đây là tôi chỉ nói cho phần viêm bình thường nhé. Rồi viêm xoang có phải do vi khuẩn không? Có thể do virus, có thể do vi khuẩn. Và có cần dùng kháng sinh không? Có thể. Tức là một không tự tin lắm, maybe. Thế rồi là gì? Viêm tai giữa một thứ các bạn rất hay gặp. Có phải là thì là được xếp vào có thể virus, có thể vi khuẩn, và có cần kháng sinh không? Maybe, vẫn là maybe mà có thể thôi. Thế còn là viêm phế quản này, viêm phổi này, cảm lạnh này, vâng, kể cả là đối với các trẻ con và người lớn thì là có thể do vi khuẩn, virus, và có dùng không? Không, chẳng là rõ ràng không. Tất cả các bệnh về đường hô hấp mà dưới cái phổi này, viêm phế quản là không. Thế bây giờ tất cả các bác sĩ đều kê là viêm phế quản. Tôi đây, tự tin tôi, tin của Mỹ đi, đúng không?
Còn đối với bạn có thể rất nhiều bạn sẽ đáng tin hơn mà. Trong này thì có rất nhiều cái tôi không đồng ý nhé. Nhưng nếu như bạn theo lại thì tôi trả lời viêm phế quản và các đường viêm phổi là không dùng kháng sinh. Mặc dù nó có thể là do virus hoặc vi khuẩn đấy. Đây là trường hợp này, cảm lạnh này và sổ mũi này. Cảm lạnh và sổ mũi này đó là do virus mà không dùng được chắc chắn đâu. Đau họng nhưng mà lại không phát hiện ra là có con vi khuẩn gọi là strep, gọi là vi khuẩn strep A đấy, streptococcus, thì là chắc chắn là do virus và cũng chắc chắn không dùng được. Đấy. Thế thì nó có một số cái như thế. Còn trước đấy thì tôi sẽ cho bạn xem cái trang này. Trung tâm Văn phòng Kiểm soát Bệnh tật Mỹ khuyến cáo giáo viên này. Câu hỏi này, question. Bệnh nào và được gây ra bởi virus và cần phải và không nên dùng kháng sinh không? Thì người ta thấy nói là các bệnh do virus mà không được dùng kháng sinh và những bệnh mà phổ biến do virus có như sau đây này, cảm lạnh này, cúm này, phần lớn những cái bệnh đau họng, phần lớn most of those, phần lớn các cái hiện tượng ho và viêm phế quản chẳng hạn như là chúng ta bảo viêm phổi đấy, rất nhiều các bệnh viêm xoang, rất nhiều các bệnh viêm tai, vâng, và thế là tất nhiên là không nên dùng rồi phải không? Thế tôi có dịch lại các bạn xem đấy, vâng. Những bệnh truyền nhiễm nào như là không được dùng kháng sinh, những bệnh truyền nhiễm phổ biến đây là những phần lớn các tình trạng ho và viêm phế quản, phần lớn thì đau họng. Nhiều bệnh người ta, nhiều bệnh người ta. Bọn tôi nói qua thế. Thế thì cái trường hợp lúc nãy là chúng ta hãy quay lại cái phần của chúng ta hả không? Trước khi chúng ta đi vào axit và kiềm ấy, thì chúng ta hãy quay lại số trường hợp sau đây. Mâu thuẫn. Chúng ta hãy đi vào cái bệnh mà các bạn sợ nhất, đó là cái bệnh viêm phế quản. Mâu thuẫn ở chỗ là bản chất giống nhau nhưng nhiều bác sĩ xử lý hen khác nhau. Tức là hen đó là tình trạng viêm phế quản rất nặng và là được coi là mãn tính là mãn đời đấy, không thể xử lý được. Và các bạn biết hen ho có thể do rất nhiều nguyên nhân không ạ? Có thể do trào ngược dạ dày thực quản. Thế cho nên tôi có một lần tôi rất bất ngờ khi có một người bị viêm họng thì có như là thấy trong cái đơn thuốc thì người ta kê là thuốc là dạ dày, tiêu chết rồi. Hóa ra người ta bảo rất có thể là do axit từ dạ dày nó tràn lên họng và làm chúng ta bị ho. Bởi vì nó đúng là cái thực quản chúng ta phải ngăn dạ dày, khi axit từ dạ dày lên miệng, nhưng mà cái van ở chỗ thực quản này nó kém, nó bị viêm, tức là nó hở ra thì axit lên, tức là axit lên thì nó gây viêm họng, ho. Thế rồi là những thứ ô nhiễm không khí cũng có thể là thuốc lá này, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này, đúng không? Rồi thuốc ức chế men chuyển là thuốc huyết áp cao có thể gây ho, mà ho dữ dội luôn đấy. À, nhiều nguyên nhân. Thế thì các bạn có biết rằng là hen phế quản ấy là 4 triệu người dân bị bệnh hen phế quản. Là bệnh viêm phế quản bản chất giống hệt nhau, đều là thành phế quản sưng lên. Sưng lên và tiết nhầy ra và thế là tắc đường thở. Thế nhưng 4 triệu người viêm phế quản mãn này, có chuyện mãn nhé, không bao giờ được kê kháng sinh, bởi vì nó không phải là do vi khuẩn, không phải do virus, mà đó là do bệnh dị ứng của tự người đấy, là lúc nào cũng dị ứng thế mà môi trường bên trong nó đã không, môi trường bên trong nó không cân bằng và nó có nhiều rác, nhiều các thứ, cái đấy tôi phải nói sau. Nhưng 4 triệu người này vốn đã là dị ứng rồi mà lại kê kháng sinh vào, thứ nhất là không phải do vi khuẩn, không phải do virus, không phải do cái gì cả, không bao giờ kháng sinh, thậm chí kháng sinh có thể gây tử vong. Thế nhưng những nhiều triệu người khác bị viêm phế quản lại được kê kháng sinh, đây chính là mâu thuẫn lớn nhất của y học. Chính vì thế không phải tự dưng mà CDC nói rằng là viêm phế quản không dùng kháng sinh, bởi vì phần lớn nó là do dị ứng, mà dị ứng không khí, dị ứng thức ăn và các thứ, không khí độc hại, thức ăn độc hại. Thế nhưng mà tất cả các đứa trẻ của chúng ta khi bị viêm phế quản đều được uống thuốc kháng sinh cả, đấy là sai lầm lớn nhất. Hen ở Mỹ 18 triệu người lớn, hen ở Mỹ 4,3 triệu người lớn, 63 triệu trẻ, đó là cái bệnh gọi là dị ứng. Còn nếu các bạn hiểu sâu hơn thì đó là bệnh tự miễn, các bạn hiểu không? Tức là tự hệ miễn dịch thì chúng ta lúc nào cũng cắn xé là phá phách cái phế quản đấy và làm lúc nào cũng viêm. Không, người ta cứ bảo là không có nguyên nhân, nhưng mà thực ra có nguyên nhân, và đấy là do tự hệ miễn dịch chúng ta gây ra.
Đấy, thế thì là chúng ta biết một số kiến thức như thế để là chúng ta có một khái niệm là bây giờ ta sẽ đi vào một cái về kỹ hơn về cái anh em cái quả cái thứ và giải pháp đó. Rồi sau đây chúng ta sẽ đi vào đây, chúng ta phải hiểu được bản chất của vấn đề. Em xuyên thường xuyên phải xịt cái này, cả đời lúc nào phải mang cái thuốc xịt này ra để giãn phế quản, mã nó không có thuốc thang gì cả. Còn đây là viêm phế quản cấp. Tất thì đây chúng tôi đã giải thích rồi, đó là cái thành phế quản nó sưng lên rồi nó tiết nhầy ra đây. Điều này cũng sẽ gặp khi các bạn hít phải những thứ không khí độc hại. Không khí độc hại thì những cái thứ chất lạ độc hại trong không khí nó cũng sẽ kích ứng cái niêm mạc này làm nó sưng lên và tiết nhầy. Đó là phản ứng tự nhiên, tiết nhầy này ra để cuốn các chất độc hại trong không khí ra. Hãy cứ thử ngồi cạnh một cái bếp củi xem các bạn có ho không. Đấy chính là phản ứng nó sưng lên và nó tiết nhầy ra và mình phải ho ra để tống ra. Không ai mà bị một cái chất lạ mà lại không ho cả, đấy là điều chắc chắn, phản ứng của cơ thể. Thế thì người viêm phế quản đây là thành phế quản nó sưng lên. Sưng lên tất nhiên cái lỗ này hẹp, không khí đi qua rất là kém và chúng ta cứ phải cố mà ho ra để thêm được nhiều không khí, không thì cơ thể là thiếu không khí. Thế còn ở những người hen ấy, thế thì thêm một vài cái tác nhân vào thì là giọt nước tràn ly. Thì không những là đã bị sưng rồi thì còn sưng nữa, nhầy đã tiết rồi lại còn nhầy nữa, và các cơ xung quanh cái phế quản này sẽ co thắt lại, cơ xung quanh phế quản nhá, mà thắt lại và thế là tắc hẳn luôn. Cho nên không rất dễ hiểu là tại sao khi người bị hen là phải xịt cái thuốc đấy là thuốc sẽ làm các cơ này giãn ra, thuốc đấy là thuốc xịt và thuốc làm cơ giãn ra chứ không làm hết sức. Người đó sau khi cơ giãn ra rồi vẫn khò khè thở, chất tầm nhầy vẫn còn, không theo chu tiêu đi được. Đấy. Thế thì kích ứng cơn hen các bạn xem này, thế đều có phải là vi khuẩn đấy đều là yếu tố môi trường ở trong đấy có một khí hậu lạnh và ẩm thấp. Nếu mà nói rằng là lạnh không phải là nguyên nhân, không phải lạnh và ẩm thấp là yếu tố gây nên cái sự kích ứng sưng và tiết nhầy nhiều hơn. Những đấy đều là thứ chất hóa học này, chẳng hạn những chất phun xịt hoặc là thơm này, có thể là nước hoa của mẹ dùng thì ô nhiễm không khí và thuốc lá. Vâng. Thậm chí là cả một cơn giận, vâng, cơn giận và những stress trong cuộc sống nữa cũng có thể gây ra kích ứng cơn hen. Thế mà chúng ta lại trong trường hợp đấy, đứa trẻ của mình không biết nguyên nhân là gì mà lại cứ phong kháng sinh vào thì không hiểu là chúng ta nghĩ sao. Đấy, thế thì bây giờ thiết bị giải pháp như nào? Giải pháp thứ nhất là chúng ta phải cắt được cái nguồn mà gây ra hen phế quản, gây ra viêm phế quản của trẻ em, tức là ô nhiễm không khí. Ô nhiễm không khí chẳng hạn như là ở Mỹ nó khuyến cáo rằng là chỉ số không khí mà từ 301 đến 500 là đóng cửa ở nhà. Thế mà Hà Nội lúc nào cũng thế, thế mà chúng ta vẫn đưa trẻ ra ngoài đường. Lúc nãy bạn có kể là bạn nào trẻ nào mà với kháng sinh chẳng mang ra đường không? Ngoài là lạnh lại còn cái ô nhiễm không khí chứ. Thế thì sứ quán Mỹ nó đo được 308 là mức độ cao nhất rồi, đóng cửa lại và không đi ra ngoài đường. Đấy, ở Trung Quốc mà có những trường hợp mà nó báo động là nhìn lơ mờ, bạn cứ mờ không nhìn thấy gì mà bảo như sương mù, thì không như ai cũng bị là viêm phế quản. Thế trong trường hợp đấy chúng ta mà lại không kháng sinh thì thật là điều quá không chuẩn, chỉ chết gan với tận thế này. Nguyên nhân thứ hai, chính các bạn đã tự làm ô nhiễm không khí chúng ta bằng các loại đủ loại bột giặt rồi các chất làm thơm chất tẩy rửa. Giặt chưa đủ, mỗi ngày thay ra một bộ để giặt chúng ta lại còn giặt với thuốc giả. Một hạt lưu hương đã chết thì hàng triệu hạt lưu hương quảng cáo nói thế, hàng triệu hạt lưu hương khi nó rơi vào phổi chúng ta thì của cái phế quản chúng ta phải sưng lên một tiết nhầy ra để vô hiệu hóa. Đó là một trong nguyên nhân lớn nhất của cái bệnh viêm đường hô hấp bây giờ là lạm dụng những cái hóa chất trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt là tôi dị ứng nhất với cái nước vin, nước lau nhà tôi có thể phát ốm từ cái nước đấy. Thế mà các trường mẫu giáo cũng như là các cháu đang ngồi quây quần xung quanh là luôn xả cả cái lọ đấy ra xong cọ rửa cho cô, cọ rửa phòng, làm sao không viêm phế quản được. Điều mà bật tượng không? Thế
thế là cứ một đứa nào ho thì bên viêm quản là pha kháng sinh đó, pha rồi là các chống phù chất, chống phù nề, rồi các chất làm loãng đờm nhé, đấy, Aerius rồi tức là chống dị ứng này đó, rồi ức chế miễn dịch. Thế mà rất nhiều người nhá tư vấn cho tôi tư vấn qua email mà những cái đơn thuốc như này tôi đều bảo không dùng một tí gì hết cả, tất cả chỉ nhờ ăn uống đúng đắn đó, viêm họng viêm xoang đều hết. Con em chúng ta ăn như thế này mà không ốm thì là lạ, bữa ăn này bữa ăn gây viêm của con nào. Bây giờ chúng ta hãy xem vậy khi tôi tư vấn cho những người mà như thế nào, tư vấn cho người ta thì bằng dinh dưỡng như thế nào là gì đây, chúng ta hãy xem này. Thứ nhất, bản này các bạn đã xem rồi, là thực phẩm gây viêm, thực phẩm kháng viêm. Tiếp theo lại còn có loại thực phẩm tạo ra đờm nhầy và thực phẩm tiêu đờm nhầy, chúng ta đánh vào chữ food eliminate mucus cũng có thể ra được vô số. Đây này, thực phẩm mà là tạo ra đờm nhầy, mucus là đờm nhầy, chúng ta cứ tưởng là cái màu xanh màu đỏ những cái đờm nhầy đấy là chất đờm nhầy nó tạo ra, chúng ta thấy là toàn những đồ của con cá chúng ta ăn cật lực. Thế còn thực phẩm mà làm tiêu đờm nhầy đi, chúng ta sẽ thấy có cái gừng đây mà đúng đấy bạn Ngọc đã cũng như là rất khuyến cáo ra. Tôi khuyến cáo là những đứa trẻ đấy nhất vào mùa đông lạnh uống cái nước gừng đó, uống nước gừng rất là ngâm nước gừng đấy càng tốt, mà cầu kỳ quá chỉ uống là tốt rồi, uống các loại nước chanh đó, rồi các loại tỏi này, tỏi hơi khó uống, tôi khuyến cáo với các bạn đấy là có thể mua viên tỏi vệ linh để uống. Tất nhiên là đứa trẻ của bạn sẽ có mùi tỏi đó, nhưng nó sẽ hành tây cũng được thôi, rồi rau đại dứa này. Thế là có một thư của một bạn đã gửi cho tôi phải không, và sau coi như là đầu tiên bạn cũng nóng vội, bạn đã cho thuốc trẻ uống 10 ngày kháng sinh không đỡ, đấy không phải do vi khuẩn đâu. Thế cuối cùng lúc đấy thì mới lại nhớ đến tôi là tư vấn, thì tôi hướng dẫn cho một chế độ, và cuối cùng là sau 2 tuần chưa đến 2 tuần khoảng 10 ngày thế tôi bảo phải kiên trì, chắc chắn nó sẽ phải hết, không thể không hết được. Thực phẩm tạo ra đờm nhầy, thực phẩm tiêu đờm nhầy. Đây, thuốc tạo ra đờm nhầy đó. Trong đây chúng ta thấy có cái sữa cũng như cái gây viêm xương mũi tạo ra đờm nhầy đó. Còn đây là cái thực phẩm mà con cái và chính các bạn ăn rất ít. Thực phẩm kháng viêm đó, kháng viêm rất mạnh. Thế còn cái với cái bảng sau đây thì tôi có một cái trường hợp này. Tôi hay đi nói chuyện các trường mầm non tư thục rồi. Nhỏ nhỏ thôi, thì có một lần có cái bạn hiệu trường mầm non tư thục đấy. Bạn đi, con bạn 6 tháng tuổi, bạn bị ốm, con bạn bị viêm phế quản viêm tai giữa, cả bạn cũng bị. Hai mẹ cũng bị và con bị, nhưng con bị thêm viêm tai giữa. Tại vì là người lớn khó bị viêm tai giữa hơn. Thì bạn chỉ bị viêm phế quản thôi, và con bạn thì là viêm phế quản và viêm tai giữa nặng. Tôi nói luôn. Và được kê đơn thuốc mà tôi vừa đưa cho các bạn. Vì bạn đã được nghe bà nói chuyện tôi rồi, nhưng mà bảo kháng sinh khiếp sợ thế, bao nhiêu tác dụng phụ, rồi các thuốc kháng viêm corticoid, rồi dùng dưỡng, bạn bảo không dám. Thế thì tôi bảo đầu tiên nguyên nhân tại sao con em bị viêm phế quản viêm tai giữa, đó là do lúc đấy là sau Tết, vừa sau Tết xong thì bạn gọi đến. Em nuôi con bằng sữa mẹ đúng không? Đúng. Tết vừa rồi em ăn đúng 7 bạn. Tất cả các thực phẩm kháng viêm, các chất độc hại trong thức ăn của em ra sữa, con em bú sữa của em là bị dính. Thế thì bạn bảo hối hận quá, và đúng thật Tết em ăn uống thôi bạn luôn vâng. Thế cho nên vừa em bị mà vừa cả con em cũng bị. Thế thì bây giờ không thể bảo con em ăn như thế nào được, con em uống sữa. Thế thì em lại phải ăn những thứ kháng viêm này để những chất kháng viêm đó vào dòng sữa, và con em sẽ được nhận những thứ đấy. Thế phải làm thế nào? Em uống nước chanh cật lực cho anh. Em uống cái nước củ cải đỏ đỏ, nó nhỏ nhỏ thế này này, mà vỏ nó đỏ. Không, củ cải những vỏ nó đỏ mà nó bé thế này thôi, vỏ đỏ bên trong trắng ấy. Cái đấy mà cái xẻ các bạn ăn một miếng nó sẽ cảm tưởng như nó không hết, nó có hơi có họ với mùi tạc ấy, hơi có họ mùi tạc. Thế thì em uống cái nước đấy và em uống nước chanh cực lực, và hàng ngày em ăn cháo gạo lứt nấu với đậu xanh cho anh đó. Thế là sau một tuần bạn ấy bạn sẽ khỏi hẳn hai mẹ con mình một tuần, bởi vì trong sữa toàn những thứ kháng viêm như này. Bạn ấy hối hận quá với con bạn, cho nên bạn ăn là bạn không nghe kỹ lời tôi, bạn ăn cả ba bữa cháo gạo lứt, trong khi tôi bảo là hai bữa còn lại buổi sáng ăn cháo thôi, chứ còn buổi trưa buổi tối ăn cơm gạo lứt được rồi. Thế thì bạn ăn nhiều bụng này gừng này rồi củ dền này,
nghệ đây thì không hợp lắm, nghệ có thể nóng, quá nóng đúng không? Thế thì bạn chỉ cần ăn cái hạ lứt này, chanh này và củ cải đỏ đỏ đấy, cộng thêm gừng, thêm còn hai mẹ con hết. Đấy là nói về kiến thức, một số cái chia sẻ của bạn về chống viêm vâng. Chúng ta phân biệt ra hai loại thực phẩm, một loại thực phẩm là tốt, thực phẩm tốt là thực phẩm gây viêm và tạo axit A, thực phẩm tốt là thực phẩm kháng viêm, tạo viêm, còn thực phẩm xấu là thực phẩm sinh axit và gây viêm. Bây giờ chúng ta hãy đi đến axit. Cái axit này rất quan trọng và các bạn sẽ hiểu tại sao con mình là bị ốm đau và sức đề kháng kém, tại sao con đứa mà không bị ốm mà có những đứa là cứ hay bị ốm, bởi vì là cái môi trường của nó khác. Các bạn hãy tưởng tượng là cá nó bơi trong bể nước, thế thì người nuôi cá chắc sẽ phải biết rất tốt là cái nước đấy mà làm sao nhỉ, nước đấy mà bẩn thì sẽ là cá gì, cá chết. Các tế bào chúng ta cũng thấy bao nhiêu tế bào ở trong cơ thể như này, nó sẽ được ngâm trong một cái môi trường người ta gọi đó là môi trường nội môi. Tất cả tế bào đều ngâm trong môi trường đó, như các con cá bơi trong bể cá, bản thân trong tế bào cũng có nước, tất cả nước đấy chiếm đến 80% trọng lượng cơ thể. Cho nên các bạn mà 6-70 cân ý, thì các bạn 50 cân trong đó là nước, cái nước đấy cần phải có tiết kiệm và cơ thể sẽ phải làm đủ mọi thứ để duy trì ở trong cái ranh giới đó. Các bạn không bao giờ biết được cơ thể đang làm gì đâu, đang ngồi này đố các bạn biết là người mình bây giờ đang bao nhiêu và thận với gan đang phải làm gì để duy trì cái này. Đấy là thuộc về mức sâu của cái các hoạt động cơ thể, thần kinh, thực vật chúng ta làm tất cả điều đấy. Và nếu mà cơ thể cái môi trường nước đấy mà axit thì nó sẽ tống axit ra, thận tống axit ra. Đây, thận tống axit thì là người ta nói một cái chất nước nào, dung dịch nào mà có cái độ pH thì người ta đó phản ánh là chất đấy là kiềm axit. Độ pH phải từ 7.35 đến 7.45 thì là ok, nhưng tốt nhất là độ pH phải hơi gần cái kiềm này. Của tôi nó cỡ khoảng là ở ranh giới này, còn của các bạn nó luôn luôn ở ranh giới này. Các bạn luôn luôn ở ranh giới nhiễm toan. Nhiễm toan là gì? Toan là axit. Còn tôi ở cái ranh giới tốt nhất này. Người ta tại sao ta biết chuyện này? Người ta cứ ra đường người ta chẳng hạn thấy anh Hepwin khỏe mạnh đang coi như là tập luyện khỏe mạnh và người cha trưởng sống mà Hepwin vào đây tôi đo cái xem môi trường anh như nào. À anh Hepwin là 7.5. Thế vào bệnh viện thấy người nằm ngồi la liệt, lấy bất kỳ người nào ra đo độ ngồi người đấy toàn là 7.3, 7.2, tất toàn ranh giới axit cả. Thế thế thôi, rất đơn giản. Khi mà con người ở tình trạng nhiễm toan chuyển hóa thì người đó sẽ hôn mê, thậm chí là bất tỉnh. Tức là chúng ta đưa tống axit vào người nhiều quá và cơ thể lại bị mất chất kiềm ra thì sẽ bị nhiễm toan chuyển hóa. Trong những cái nguyên nhân mà gây nhiễm toan chuyển hóa đó thì có thể do tiểu đường. Có nhiều người tiểu đường ấy đang đi bỗng dưng ngất xỉu. Thì từ hôn mê không còn suy nghĩ gì, người đã axit quá cơ thể không chịu được. Các bạn phải hiểu là tế bào nó rất tinh vi, nó như một con cá cảnh và loại lợn đồng này nhất, chỉ cần hơi lên một tí thôi là nó chết. Các bạn có nhớ vụ cá chết ở bìa biển miền Trung không? Chỉ có một chút chất độc đó mà từ Hà Tĩnh thôi mà đến tận Huế mà cá chết. Thì ở đây tế bào thế nó không thể chịu đựng được nếu môi trường chúng ta quá độc. Tế bào bệnh viện không cứu ngay nếu hôn mê tiểu đường này. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng nhất là suy thận. Đến đây chúng ta phải ghi nhớ một điều này, đây là cái vòng luẩn quẩn. Axit nhiều quá thì thận làm việc quần quật để thải axit qua ra. Nhưng cái axit qua thận thì thận sẽ bị làm gì? Thận sẽ bị sao? Thận sẽ tổn thương. Bạn thử dò axit lên tay xem nào. Thì chính cái tế bào thận nó không phải bằng inox đâu, nó không phải bằng sắt đâu. Và chính cái axit là ngày đi qua cái thận đấy nó làm tổn hại thận. Và thế là cuối cùng là suy thận. Suy thận thì axit sẽ càng làm sao? Axit trong người lại càng cao, và càng luẩn quẩn thì lại càng cao thì càng suy thận và cũng vòng luẩn quẩn mãi. Và đến một ngày thì bác sĩ đến và bảo là thận của anh bị suy độ mấy, độ 1, độ 2, 3, 4 rồi. Khi các bạn bị xe tông hoặc bị ngã một cái chấn thương rất nặng rơi từ trên tầng xuống, cũng thế một cú sốc cũng thể làm người chúng ta sẽ ngất đi, gọi là nhiễm toan. Quy tắc
đơn giản để khỏe mạnh là axit thì ốm yếu nhưng mà kiềm thì khỏe mạnh, không có gì đơn giản hơn. Nếu các bạn giữ được trong cơ thể người lúc nào môi trường kiềm và những cái trẻ của mình như thế thì lúc nào cũng khỏe mạnh, lúc nào cũng hoạt bát và tràn trề sức sống. Còn axit ranh giới thì các bạn sẽ mệt mỏi u các thứ bệnh mà. Và người ta thấy hai cái bệnh nhân nặng nhất là ung thư và tiểu đường là đột nguồn axit nhất, và hai người này chết vì axit. Các bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao hai người này chết và những người bệnh khác chết, đó là do axit đó mà chết. Một nguyên nhân quan trọng nhất để tạo axit và kiềm đó là thực phẩm. Ngoài ra là cái trạng thái tinh thần rất quan trọng nhé. Stress và sinh axit rất dữ, sinh axit, lo âu trầm cảm sinh axit. Nhưng mà đấy là cái phần mà tôi không có trong chương trình hôm nay. Tôi chỉ muốn nói với bạn là thực phẩm sinh axit và sinh kiềm như thế nào. Ta thấy nửa bên này là thực phẩm tạo kiềm, nửa bên này thực phẩm tạo axit. Rất rõ ràng. Các thực phẩm tạo axit mạnh nhất đó là đường trắng. Thứ con em chúng ta nốc cất lực, vâng. Cá thịt nốc cất lực, sữa nốc cất lực, vâng. Sữa chua thì còn có đường đấy chứ, sữa tươi có đường. Các bạn không biết chúng ta đã bị rắc mũi lâu quá rồi. Không có đất nước nào trên thế giới mà lại pha đường vào sữa tươi cả. Các bạn ra nước ngoài đi, thử vào các siêu thị xem, cố không tìm được hộp sữa nào có pha đường như đấy. Bởi vì cái sữa chúng ta là cái thứ sữa hạng bét, phải không? Nó nhạt tất ra, mà thế là người ta phải trộn đường vào đó, đóng được một thứ nước đường để cho con em chúng ta đốc đường vào, chứ không phải là sữa đúng không? Sữa bản thân nó có cái vị ngọt, đặc trưng của nó rất là ngon, ai đi cho đường vào. Chúng ta bị lừa quá nhiều, nhiều vô quá nhiều đường, kem quá nhiều đường. Thôi, tôi không thống kê những thứ axit nữa, các bạn nhìn hình ảnh các bạn sẽ thấy. Thế bây giờ chúng ta hãy xem xem, thế tại sao suy thận phải lọc máu? Suy thận mà không lọc máu thì máu axit tăng lên và chúng ta sẽ chết. Thế thì phải đi lọc máu là lọc cái axit trong máu ra. Cái gì mà tạo ra axit trong máu? Đó là chất ure. Các bạn hãy đi kiểm tra thận cho tôi bằng cách là kiểm tra máu xem nồng độ ure trong máu bao nhiêu. Căn cứ vào nồng độ ure thì người ta sẽ nói các bạn là suy thận độ mấy. Ví dụ cháu bé 7 tháng tuổi đi vào bệnh viện, bác sĩ thử máu xong thấy ure cao bất thường thì quyết định cháu bé suy thận giai đoạn cuối, tức là ure hầu như là không được thải ra, không có cái gì thải ra cả, và thế là phải lọc máu, các bạn biết không? Thế thì ure sinh ra từ đâu? Sinh ra từ thịt cá rồi. Ăn rau không thể sinh ra ure được. Đấy là điều tôi có thể khẳng định các bạn đó. Thế thì khi một người đang bị nhiễm toan chuyển hóa thì bác sĩ sẽ làm gì? Đang bị mất hôn mê thì người ta sẽ truyền vào người và tĩnh mạch một dung dịch rất đơn giản sau đây, đó là soda nướng bánh. Soda nướng bánh là chất kiềm và tan cái axit trong máu đi thì là người lại tỉnh lại và lại ổn cả. Cho nên là hiện giờ bên phương Tây đang phong trào là uống soda để kiềm hóa cơ thể. Nhưng việc gì phải dùng soda để kiềm hóa cơ thể thì có rất nhiều thứ để kiềm hóa cơ thể. Đây, chúng ta sẽ có thể thấy một vài hình ảnh như sau. Đó là một cái gia đình này mạnh khỏe, thon thả và tràn trề sức sống. Gia đình này thực hành lối sống no meat. Có thể nói tạm thời đây là, ví dụ đây là tôi đây chẳng hạn. Tôi thực hành lối sống no meat được. Ăn chay khoa học đã hơn chục năm nay rồi. Lúc nào cũng khỏe mạnh cả. Thế nhưng mà có một cái gia đình này đang có như là ốm yếu béo phì, không? Thì bảo là không hiểu bọn mày kiếm protein là đạm ở đâu. Thế thì họ không hiểu rằng những con vật to lớn nhất trên thế giới này là những con vật ăn cỏ, voi, tê giác, châu bò, hươu cao cổ đều là con vật coi như là to lớn nhất cả. Thế là những thực phẩm tạo axit đây, các bạn đánh vào Google, tôi sẽ bày một số cách để các bạn tìm hiểu. Lúc đấy là các thực phẩm gây viêm và kháng viêm rồi đi. Bây giờ các thực phẩm tạo kiềm và tạo axit.